Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 145. Ong ong chấn hồn ấn nhộn nhạo một đạo tử sắc gợn sóng, hướng về bốn phía hư vô dập dần đi, năm tôn đại đế vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị chấn hồn ấn quét trúng. Đối diện năm tôn đại đế cường giả bị luồng ánh sáng màu tím kia quét trúng thời khắc, vậy mà toàn bộ đều ngừng lại, ánh mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác, không có thần thái. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chấn hồn ấn uy năng đã vậy còn quá mạnh. Cái này chấn hồn ấn là Tiêu Phàm đã từng từ Lục Thừa Vân trong tay đoạt được, những năm gần đây một mực không sao cả dùng, lần trước giao đấu Bắc Thần Tinh Hồn thời điểm sử dụng qua một lần, trực tiếp hủy diệt Bắc Thần Tinh Hồn vạn hồn tà ma dù. Cũng không phải chấn hồn ấn uy năng không thế nào, mà là lấy Tiêu Phàm thực lực, lúc bình thường căn bản không cần đến chấn hồn ấn. Chấn hồn ấn là một kiện linh hồn pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện đế binh, lúc trước nếu như không phải Lục Thừa Vân vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không khả năng để Tiêu Phàm thành công cướp đoạt đến. Bây giờ thi triển chấn hồn ấn, Tiêu Phàm cũng bị nó loại uy lực này cho khiếp sợ đến. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn mấy cỗ linh hồn phân thân cầm trường kiếm hướng về năm người mi tâm đâm tới. Phốc phốc phốc, mấy tiếng giòn vang, theo ba đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Trong đó ba người mi tâm bị Tiêu Phàm xuyên thủng, hai người khác ở lúc mấu chốt tỉnh táo lại, lấy tốc độ cực nhanh tại chỗ biến mất. Bất quá cái kia bị Tiêu Phàm đánh trúng ba người nhưng không có may mắn như vậy, trong đó hai người trực tiếp bị Tiêu Phàm đâm giết, còn có một người trọng thương mà quay về, sắc mặt trắng bạch hết sức. Ta nói, liền bằng các ngươi liền muốn giết ta, còn chưa đủ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng lại bổ sung một câu. Đại đế cảnh trung kỳ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy giết a, chí ít, bằng vào chấn hồn ấn là không thể nào làm được. Tiêu Phàm cũng muốn đem những cái này cung gia người toàn bộ lưu lại, nhưng chân chính đấu qua về sau, Tiêu Phàm mới biết được, mình cùng chân chính đại đế cảnh ở giữa chênh lệch. Ba cái đại đế cảnh tiền kỳ đã bị hắn đã giết, nhưng còn dư lại ba cái đại đế cảnh trung kỳ lại không phải dễ dàng như vậy giết chết. Đối diện, ba người cũng đồng dạng chấn kinh Tiêu Phàm thực lực. Có thể ở tại bọn hắn không coi vào đâu giết chết ba tôn đại đế tiền kỳ, thực lực như vậy, để bọn hắn cũng một trận hãi hùng khiếp vía. Tiêu Phàm, người đừng quá cuồng vọng, có thể giết chết bọn hắn ba người, đã là cực hạn của ngươi a, ba người chúng ta, đều là đại đế cảnh trung kỳ, ngươi như thế nào có thể địch? Khô gầy lão giả cười lạnh nói. Hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng nếu không nhấc theo Tiêu Phàm đầu trở về phục mệnh. Bọn họ cũng không tiện hướng cung sở bàn giao. Cho nên, hôm nay bất kể như thế nào, đều phải giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, trong đầu hắn đang nhanh chóng suy nghĩ lấy, đến cùng có nên hay không đem mấy người kia toàn bộ lưu lại. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, những người này chẳng qua là cung gia nô tài mà thôi, giết cũng không cái gì. Nhưng là, nếu là giết bọn hắn, cung gia những người khác không liền không biết rõ vị trí của mình sao. Lưu một cái là xong, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, ngay sau đó, hắn trực tiếp điều động nội thiên địa lực lượng, bốc cháy lên vô tận chiến huyết, xông về một người trong đó. Cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, ba người mãnh kinh, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà vừa mới còn ẩn giấu đi thực lực. Sát đạo chi âm. Tiêu Phàm có thể không để ý tới mấy người trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ muốn giết chết trong đó hai người. Từng đạo huyết sắc kiếm hoa tại hư không nở rộ, khắc nghiệt, sắc bén, toàn bộ hư vô cũng bắt đầu sụp đổ. Đối diện cung gia đại đế cường giả cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, tất cả đều thi triển ra thế giới chi lực, đem Tiêu Phàm kiếm hoa ngăn cản ở ngoài. Đây cũng là đại đế cảnh so thần vương cảnh cường đại địa phương, trừ bỏ đặc thù pháp tắc chi lực. Mặt khác pháp tắc, muốn mạnh hơn thế giới chi lực, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Phàm thần sắc như thường, tựa như tất cả những thứ này đã sớm ở trong dự liệu của hắn, nếu như đại đế cảnh trung kỳ chút thực lực ấy đều không có, vậy hắn cũng quá thất vọng rồi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, không nhìn đối phương thế giới chi lực, xuất hiện ở trong đó một tôn đại đế bên người. Sinh tử đại ma bàn, Tiêu Phàm không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Trực tiếp một chiêu sinh tử pháp tắc nộ oanh mà ra, sinh tử pháp tắc chính là dung hợp pháp tắc, uy lực không kém gì thế giới chi lực. Theo trắng đen xen kẽ sinh tử đại ma bàn nghiền ép mà ra,
cái kia đại đế cường giả thế giới chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ lên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Sinh tử dung hợp pháp tắc, khô gầy lão giả cũng là kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, hoàn toàn vượt quá bất ngờ của bọn họ. Tiêu Phàm lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đã để bọn họ kinh hãi không hiểu, bây giờ lại còn lĩnh ngộ dung hợp sinh tử pháp tắc. Chết đi, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mài đời bàn vỡ nát đối phương thế giới chi lực, trực tiếp một quyền hung hăng nện ở cái kia đại đế cảnh cường giả trên lồng ngực. Oanh một tiếng nổ vang, đường đường đại đế cảnh trung kỳ cường giả, lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền muốn đào tẩu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thần vương cảnh tu sĩ vậy mà đáng sợ như thế. Chém giết đại đế cảnh tiền kỳ, giống như nghiền sát run dế không nói. Nhưng hiện tại mặt đối với đại đế cảnh trung kỳ, vậy mà cũng đồng dạng không nhìn, dạng này thực lực, quá mức kinh người. Hiện tại hắn chỉ muốn từ Tiêu Phàm trong tay đào tẩu, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm đối địch. Nhưng Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn như ý, hắn thi triển thời không pháp tắc đuổi theo, tốc độ căn bản không kém gì đại đế cảnh trung kỳ. Lĩnh ngộ thời không pháp tắc lĩnh vực cùng phong chi pháp tắc lĩnh vực về sau, Tiêu Phàm phát hiện, tốc độ của mình, đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Chí ít, bình thường đại đế cảnh trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Viên này đầu, ta muốn. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột ngột xuất hiện ở cái kia cái đầu trước người, Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem đầu chảm diệt. Trong tay hắn, lại xuất hiện một mai màu sắc rực rỡ tinh thể. Hiển nhiên là cái kia đại đế cảnh cường giả mệnh thạch. Đi, khô gầy lão giả nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám dừng lại. Bọn họ 6 người tới đây, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp tầm đó liền chết 4 người, 2 người bọn họ nếu là tiếp tục lưu lại, đoán chừng cũng phải chết ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có đuổi theo, nếu như đại đế cảnh cường giả liều mạng muốn chạy trốn, hắn là không thể nào đuổi theo. Cung ra người. Tiểu gia ở chỗ này chờ các ngươi. Tiêu Phàm hướng về khô gầy lão giả bỏ chạy phương hướng gọi một câu. Ngay sau đó, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía trong tay mệnh thạch, tâm thần dẫn ra lấy bạch sắc thạch đầu, lập tức từng sợi huyền diệu năng lượng ba động tòng mệnh trong đá tràn ngập đi, tràn vào trong tảng đá màu trắng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch sắc thạch đầu thôn vệ mệnh thạch bên trong mệnh ngoại chi khí, nhưng hắn bản thân, nhưng phải sầu lấy thu thập khí số, cùng tìm kiếm đột phá đại đế cảnh phương pháp. Bạch sắc thạch đầu đến cùng là cái gì, lại có thể hấp thu mệnh ngoại chi khí? Tiêu Phàm trong lòng nhìn không được nghi vấn, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ biết rõ. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, vỗ đầu một cái nói, đúng rồi, khí số dung hợp thần cách hình thành mệnh ngoại chi khí, bạch sắc thạch đầu tất nhiên có thể thôn phệ. Vậy ta phải chăng có thể mượn đá màu trắng lực lượng ngưng tụ tự thân khí số đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không rõ kích động lên, phương pháp này, có lẽ thực được không? Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở hư không, ở bên cạnh hắn, lơ lửng 4 cái mệnh thạch, bạch sắc thạch đầu đang không ngừng rút ra bên trong mệnh ngoại chi khí. Bất quá một lần này, Tiêu Phàm cũng không có để bạch sắc thạch đầu đem tất cả mệnh ngoại chi khí thôn phệ. Mà là dẫn dắt đến từng sợi mệnh ngoại chi khí tiến nhập trong kinh mạch của mình. Không được, người khác đột phá đại đế, cũng là đem khí số dung nhập mệnh cách bên trong, ta không có mệnh cách, căn bản không thể ngưng tụ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra khó coi. Nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy hắn Tiêu Phàm liền vĩnh viễn không cách nào đột phá đại đế cảnh. Không đột phá đại đế cảnh, hắn Tiêu Phàm lại như thế nào cho chết đi thiên võ vực vô số tu sĩ báo thù đây? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, cũng nhanh chóng tìm kiếm Tu La truyền thừa bên trong ghi lại tin tức. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là, căn bản không có bất luận cái gì thiên đấu chi nhân đột phá đại đế cảnh tin tức. Hoặc có lẽ là, chưa bao giờ có thiên đấu chi nhân, có thể đột phá đến đại đế cảnh cấp độ. Chẳng lẽ không có mệnh cách, thực không cách nào đột phá đại đế sao? Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó bỏ ý nghĩ này. Lúc trước đột phá cổ thần cảnh thời điểm, không phải cũng là muốn mạng ô vuông gánh chịu, mới có thể khai mở nhân thể bí cảnh sao? Mà đột phá thần vương cảnh, là không cần cân nhắc mệnh cách, chỉ cần để nhân thể bí cảnh lột xác thành nội thiên địa liền có thể. Bây giờ đột phá đại đế cảnh, phải chăng chỉ cần để nội thiên địa lột xác thành thế giới hình mũi khoan đây?
có lẽ là ta nghĩ sai rồi, đột phá đại đế, cũng không phải nói nhất định phải dùng thần cách ngưng tụ khí số hình thành mệnh thạch, mà là cần mệnh cách đủ cường đại, mới có thể gánh chịu thế giới lực lượng. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kỳ lạ ý nghĩ. Ý nghĩ này Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều lần, cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Liền tựa như đột phá cổ thần cảnh, cần mệnh cách gánh chịu nhân thể bí cảnh, mà đột phá thần vương cảnh, cần mệnh cách gánh chịu nội thiên địa. Cứ thế mà suy ra, cái kia đột phá đại đế cảnh, phải chăng cũng đồng dạng là cần mệnh cách đến gánh chịu thế giới chi lực. Nói đến cùng, vô luận là mệnh cách, vẫn là thần cách, hoặc là mệnh thạch, cuối cùng cũng là mệnh cách, chỉ là tu vi càng mạnh, mệnh cách cũng càng ngày càng cường đại mà thôi. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Dừng một chút, hắn lại thầm tự trầm ngâm nói, tất nhiên cần bản thân đến gánh chịu thế giới chi lực, mà ta cũng không có mệnh cách, cái kia có thể hay không dùng ta nhục thân đây. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua dùng bạch sắc thạch đầu đến xung làm mệnh cách, lấy đá màu trắng mạnh mẽ và thần bí, hoàn toàn có thể xung làm mệnh của hắn ô vuông. Nhưng ở không biết rõ ràng đá màu trắng lai lịch trước đó, Tiêu Phàm vẫn là không dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Nếu là dùng thân thể gánh chịu thể nội thế giới, vậy thì phải đủ cường đại, đầu tiên nhất định phải dùng số lớn khí số rèn luyện nhục thân. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Hắn cảm thấy, mình quả thật hẳn là thử một lần phương pháp này, bằng không mà nói, quang dựa vào ý nghĩ của mình, mà không phải hành động, cũng không biết lúc nào có thể thành công đột phá đại đế cảnh. Hắn cùng với người khác khác biệt, nhất định đi một đầu không giống tầm thường con đường tu luyện, bởi vì hắn là thiên đố chi nhân. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển, dẫn dắt đến thể nội từng sợi khí số dọc theo kinh mạch ghé qua. Nếu là người khác, có lẽ căn bản là không có cách bắt khí số tồn tại, nhưng Tiêu Phàm lại là bởi vì lĩnh ngộ thần thông chọc, hoàn toàn có thể cảm ứng rõ ràng đến khí số tồn tại. Khí số tựa như từng sợi sợi tơ, 10 điểm yếu ớt, rồi lại cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Tiêu Phàm cẩn thận nhìn mấy khỏa kia mệnh thạch một cái, phát hiện bên trong khí số, đang lấy tốc độ đáng sợ trôi qua, dù là bạch sắc thạch đầu cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Người chết rồi, khí số liền sẽ tiêu vong sao? Tiêu Phàm trong lòng không hiểu. Khí số, chính là 10 điểm huyền diệu sự tình, một người nếu là chết rồi, có một loại thuyết pháp gọi là khí số đã hết, có lẽ chính là ý này. Nhìn thấy một tia kia một luồng khí số, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ cổ quái, nếu quả thật như ta nghĩ dạng này, cái kia giết chết một người, chỉ cần đánh tan trong cơ thể hắn khí số không được sao? Người khác có lẽ không cách nào đánh tan địch bên trong cơ thể khí số, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là hoàn toàn có thể tùy tiện làm được, bởi vì Chọc Thiên Hồng trợ giúp hắn lĩnh ngộ thần thông chọc. Thần thông chọc, chính là chuyên môn nhằm vào khí số thần thông, uy năng không lớn, có lẽ không cách nào uy hiếp được cổ thần cảnh tính mệnh, lại càng không cần phải nói đại đế cảnh. Nhưng mà, Tiêu Phàm đã từng tốt hai lần thi triển qua cái này thần thông, một cái là lục kinh thiên đệ đệ lục kinh long, một cái là vân gia một trưởng lão. Nhưng cuối cùng, hai người này cũng là chết không yên lành. Tiêu Phàm thậm chí nhớ rõ, hai người kia bị thần thông của mình chọc đánh chúng về sau, trên người có một loại năng lượng đang trôi qua. Lúc ấy Tiêu Phàm không biết cái kia năng lượng kỳ lạ là cái gì, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn phải biết, kia liền là khí số. Hồi tưởng một chút, làm rõ trong đó ý nghĩ, Tiêu Phàm trên mặt lại là không rõ kích động lên, không nghĩ tới cái kia không tầm thường chút nào thần thông, bây giờ lại có thể trở thành đại đế cảnh cường giả đánh giết chi thuật. Khí số tán loạn, bất luận kẻ nào đều vô lực hồi thiên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau gặp gỡ giống như hắn, có thể ứng phó khí số người, nhất định phải trốn tránh. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm rốt cục luyện hóa luồng thứ nhất khí số, sáp nhập vào nhục thân của mình. Chỉ bất quá, cái tốc độ này quá chậm, muốn đột phá đại đế cảnh, chí ít cũng phải dung nạp một nguyên khí số, cũng chính là 129.600 sợi khí số. Dựa theo hắn cái tốc độ này, đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 40 năm mới có thể luyện hóa nhiều như vậy khí số. Nhưng hắn Tiêu Phàm, nơi nào có bốn thời gian 10 năm hao tổn ở chỗ này? Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ, ta dĩ nhiên không thể dùng bạch sắc thạch đầu xem như mệnh cách, nhưng ta có thể mượn nhờ năng lực của nó đến luyện hóa khí số A. Tiêu Phàm trầm giọng cười một tiếng. Ngay sau đó,
Tiêu Phàm thao túng bạch sắc thạch đầu luyện hóa khí số, như hắn sở liệu, vậy mà chỉ cần mấy chục cái hô hấp mà thôi. Chiếu tốc độ như vậy, mấy tháng đoán chừng liền có thể gom góp một nguyên khí số. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt liền không rõ kích động lên, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, cũng nhất định có thể có đột phá đại đế cảnh ngày đó. Sau 3 ngày, Tiêu Phàm lúc này mới trong tay 4 cái mệnh thạch bên trong khí số luyện hóa vào thể, bất quá đại bộ phận khí số cũng là bạch sắc thạch đầu hấp thu, chỉ có số ít vô chủ khí số mới có thể bị Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng. Dù là như thế, thôn vệ hơn ngàn sợi khí số Tiêu Phàm, thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhục thân cũng bình tĩnh như thường, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm có chút hồ nghi. Chẳng lẽ là bởi vì cái này khí số quá ít, trước không cần quan tâm nhiều, tất nhiên tới nơi này đế hỏa tinh thần, vậy thì không thể đi một chuyến uổng công. Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, sắc bén con người bắt đầu đánh giá phía dưới cảnh sắc. Thân thể của hắn không ngừng hạ xuống, cỗ kia nóng dực khí lãng càng ngày càng mãnh liệt, bình thường thần vương cảnh, đoán chừng một khi tới gần, liền có thể bị cỗ kia sóng nhiệt hóa thành kiếp cho. Nhưng là Tiêu Phàm là người phương nào, hắn bản thân liền có được vô tận chiến hỏa, điểm ấy sóng lửa đối với nàng mà nói, chỉ là mưa bụi. Có lẽ, một lần này thật sự có thể nhường ngươi đột phá đế giai hỏa diễm. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Phàm rơi vào một tòa cô đảo phía trên, bốn phía đều là nóng bỏng nham tương, chỗ của hắn, chính là một chỗ nóng rực biển dung nham. Bốn phía nhiệt độ, đủ để hòa tan vạn năm tinh thiết, căn bản là không có cách để cho người ta sinh tồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xích hồng, khắp nơi đều là hỏa diễm, cho dù dưới chân hắn đất đá, đều truyền đến một loại nóng bỏng khí tức, Tiêu Phàm không thể không cần thần lực chống đối. Đế hỏa tinh thần không hổ là hiểm địa, dù là lớn bình thường đế trung kỳ, cũng chưa chắc có thể chịu được loại này nhiệt độ thiêu đốt ha. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Cung gia người mưu hại hắn, đoán chừng là muốn trực tiếp đem hắn truyền tống vào đế hỏa tinh thần, để trong này nhiệt độ cao đem hắn đốt chết. Đáng tiếc, trời không quên Tiêu Phàm, truyền tống trận xuất hiện từng chút một sai lầm, Tiêu Phàm lúc này mới truyền đến đế hỏa tinh thần bên ngoài. Mà cung gia những cái kia đại đế cảnh cường giả, cũng hẳn là đến xem Tiêu Phàm phải chăng chết ở đế hỏa tinh thần bên trên, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Tiêu Phàm lưu lại 4 người. Bọn họ làm sao biết, cho dù Tiêu Phàm thực bị truyền tống đến đế hỏa tinh thần, cũng chưa chắc sẽ bị nơi này hỏa diễm thiêu chết. Chủ nhân, nơi này nhất định chính là hỏa linh thiên đường. Vô tận chi hỏa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, hiện lên ở Tiêu Phàm đầu vai, há miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy 4 phía hỏa diễm. Những ngọn lửa này năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, cùng thần hỏa đã không phân cao thấp. Nhưng mấu chốt là, thần hỏa chỉ là một loại hỏa diễm mà thôi, nhưng cái này đế hỏa tinh thần, lại là một cái thế giới hỏa diễm. Vậy liền tuyệt đối đừng bỏ qua. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng hỏa diễm động thiên, bên trong có một tôn vương miện ở chìm nổi. Phần thiên, người cũng tu luyện a? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta có thể chứ? Phần thiên chí tôn viêm thanh âm vang lên, có mấy phần kích động, còn có e ngại. Những năm này, nó một mực đợi ở bên người Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm chưa bao giờ để nó hấp thu luyện hóa mặt khác hỏa diễm tinh hoa, cái này còn là lần đầu tiên, tự nhiên cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm chỉ là hờ hững gật đầu, chí tôn phần thiên viêm mặc dù không có thần phục với hắn, nhưng tốt xấu cũng một mực đợi ở bên cạnh mình, nếu như một điểm sức tự vệ đều không có, cái kia còn không bằng thả hắn. Đương nhiên, thực thả nó, Tiêu Phàm cũng sẽ không. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, phần thiên dù sao cũng là hỏa tộc thần vương, hơn nữa sống vô số tuế nguyệt, nó nhiều ít phải có chút tác dụng. Phần thiên chí tôn viêm nhìn thấy Tiêu Phàm thật không phải là thăm dò ý tứ của nó, lúc này mới an tâm phi ra vô tận động thiên, nhào vào phía dưới biển dung nham. Ục ục, nham tương mặt biển bốc lên bong bóng, bay lên từng đoàn thật nhỏ hỏa diễm, sau đó hóa thành sóng lửa tại hư không bốc lên. Dù là Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể nhìn một chút ngăn trở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cung gia hai người kia chạy trở về, đoán chừng muốn một chút thời gian mới có thể tìm được nơi này, trong khoảng thời gian này làm cái gì đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, cung gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn,
bởi vì khả năng này là cái cuối cùng cơ hội giết hắn. Một khi Tiêu Phàm trưởng thành, liền muốn bước vào vạn tộc thí luyện cổ địa, nếu là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cái kia cung gia sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới, cũng coi là nhân tộc thí luyện cổ lộ xếp hạng thứ 10 hiểm địa, bình thường người tới tương đối cũng ít một chút, có lẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch cũng khó nói. Tiêu Phàm không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ cung gia người đến. Hơn nữa, hắn hiện tại đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ cũng không thu hoạch được gì, tu luyện căn bản cũng không ở trạng thái, cưỡng ép bế quan khó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Huống chi, nơi này, cũng không thích hợp bế quan, bởi vì tùy thời có thể tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, bất quá rất nhanh lại đứng ở hư không, đúng rồi, mặt đất này nham thạch tại loại này nhiệt độ kinh khủng phía dưới vậy mà vạn năm không thay đổi. Hẳn là bất phàm, cho Tu La Điện Sung làm vật liệu luyện khí phải rất khá. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi Tu La Kiếm, Tu La Kiếm khẽ run lên, vô số đạo lợi mang xẹt qua hư không. Ngay sau đó, từng khỏa như núi cao thạch đầu phóng lên tận trời, bị Tiêu Phàm trực tiếp ném vào bên trong nội thiên địa. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm những nơi đi qua, đâu chỉ không có một ngọn cỏ. Nhất định chính là vạn vật không còn. Mặc kệ có tác dụng hay không nham thạch, hắn đều trực tiếp ném vào bên trong nội thiên địa, dù sao nội thiên địa đầy đủ mênh mông. Có chút nham thạch hắn mặc dù không biết, nhưng nhãn lực của hắn vẫn phải có thể ở biển dung nham bên trong kiên trì vô số tuế nguyệt đều không thay đổi rơi, những cái này nham thạch lại làm sao có thể đơn giản đây. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm không biết vơ vét bao nhiêu nham thạch, nhìn xem mảnh này đỏ thắm hỏa diễm thế giới. Không khỏi nghi ngờ nói, cái này đế hỏa tinh thần thế giới khắp nơi đều là bảo, vì sao đều không người lấy đây? Hắn không tin trừ hắn liền không có người những người khác tới qua cái này đế hỏa tinh thần thế giới, nhưng vì sao biển dung nham bên trong nham thạch, đều một mực tồn tại đây? Kỳ thật, Tiêu Phàm không biết là, cũng không phải là cái người khác không muốn lấy, mà là người bình thường căn bản lấy không được. Liền những cái kia nham thạch trình độ bền bỉ. Căn bản không phải phổ thông đại đế cảnh có thể phá hư, dù là bình thường đế giai pháp bảo cũng thiết không ra những cái này nham thạch. Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến, là bởi vì Tu La Kiếm xa xa không phải bình thường đế giai pháp bảo, mà là dung hợp vô số xích huyết tinh thần thạch tuyệt thế thần kiếm. Nếu là vượt qua đại đế cảnh tu vi, ngược lại có thể mở ra những cái này nham thạch, có thể cấp độ kia cường giả, căn bản sẽ không, cũng không thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đương nhiên, có một ít người có thể mở ra những cái này nham thạch, nhưng những cái kia nham thạch đã bị biển dung nham bao phủ, cho nên nhìn không ra. Sau 10 ngày, Tiêu Phàm rốt cục hơi không kiên nhẫn, hắn lưu tại đế hỏa tinh thần thế giới, cũng không phải cố ý vơ vét thu thập những cái này nham thạch, mà là tại chờ đợi cung gia người đến. Nhưng nửa tháng trôi qua, cung gia người vậy mà một chút tung tích đều không có. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới mặc dù không nhỏ. Vốn lấy đại đế cảnh tu vi, tìm người không khó lắm a. Được rồi, đợi thêm 3 ngày, nếu là không đến, tiểu gia cũng không bồi các ngươi chơi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Thời gian nửa tháng, đế hỏa tinh thần thế giới đã không sai biệt lắm bị hắn đi mấy lần, chỉ có phía trước còn có một mảnh vực chưa từng đặt chân. Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếp tục thu thập nham thạch, nửa tháng này thu thập. Đã đầy đủ Tu La Điện sử dụng trên 100 năm. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đi về phía trước hơn vạn dặm, nhịp bước dưới chân đã thả chậm không ít, trên trán cũng thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Nơi này làm sao nóng như vậy đây? Tiêu Phàm hồ nghi, thể nội thần lực tiêu hao cũng thêm nhanh hơn không ít. Cái này thời gian nửa tháng, hắn đều đã thành thói quen loại này nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng là nơi này nóng rực tốc độ, lại cao hơn gấp bội, để Tiêu Phàm cũng không khỏi hồ nghi. Tiêu Phàm vội vàng hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được động tĩnh bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện, một cỗ tinh thuần hỏa diễm năng lượng từ tiền phương tuôn ra. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hơi kinh ngạc nói, cái này hỏa diễm năng lượng, vậy mà so đế giai hỏa diễm còn muốn thuần túy. Đế giai hỏa diễm uy lực, Tiêu Phàm thế nhưng là tự mình lãnh hội qua, loại kia hỏa diễm năng lượng 10 điểm tinh thuần, hỏa diễm uy lực cực kỳ bá đạo. Nhưng là để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, trước mắt ngọn lửa lưu động năng lượng,
vậy mà vượt qua đế giai hỏa diễm, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn không để Vô Tận cùng Phần Thiên đến cảm ứng xác nhận một chút. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn đã không dám tùy tiện xâm nhập phía trước. Hắn ẩn ẩn cảm giác, phía trước có một loại mãnh liệt nguy hiểm đang chờ hắn. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới, cũng không phải hắn những ngày qua nhìn thấy đơn giản như vậy, bằng không mà nói, cung gia há lại sẽ đem hắn truyền tống đến nơi đây hại hắn. Điều này nói rõ, cung gia có đầy đủ lòng tin, nhưng hắn Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Thở sâu, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại có chút không cam lòng, nếu như cũng đã đến, lại làm sao có thể liền dễ dàng như vậy đi đây. Trầm tư lúc này, Tiêu Phàm vẫn là quyết định tìm bị hắn nhét vào một chỗ biển dung nham bên trong tu luyện Vô Tận chi hỏa cùng Phần Thiên Chí Tôn Viêm tới đây nhìn xem. Hai đại thần hỏa đến thời khắc, đã là mấy ngày sau. Chủ nhân, nơi này hỏa diễm rất khủng bố, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn đi vào. Vô Tận chi hỏa mở miệng nói. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn đối với Vô Tận chi hỏa thế nhưng là cực kỳ thấu hiểu, gia hỏa này tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, bằng không mà nói, lần trước cũng không khả năng đánh Minh Vương Âm hỏa chủ ý. Liền đế hỏa chủ ý nó đều dám đánh, nhưng là bây giờ lại nhận túng, có thể nghĩ bên trong nguy hiểm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Phần Thiên Chí Tôn Viêm, lại là phát hiện Phần Thiên Chí Tôn Viêm vậy mà đang khẽ run lấy, cũng may đang sợ cái gì. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Phần Thiên Chí Tôn Viêm đột nhiên run giọng kêu lên, Tiêu Phàm, nhanh, chúng ta đi mau. Tiêu Phàm nghe vậy, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây, Phần Thiên Chí Tôn Viêm có thể chưa từng có sợ hãi như vậy à, dù là lúc trước bị hắn áp chế, cũng vẻn vẹn chỉ là sợ hãi mà thôi. Nhưng là bây giờ, Phần Thiên Chí Tôn Viêm lại là thực sợ hãi. Chưa kịp hỏi thăm Chí Tôn Phần Thiên Viêm tình huống cụ thể, Tiêu Phàm liền nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ hắn, bốn phía hỏa diễm trực tiếp bị cái kia mấy cỗ khí thế tung bay, Tiêu Phàm quay ngược lại thân ảnh cũng bị lui tránh. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, quay người hướng phía sau nhìn tới, lại là nhìn thấy mười mấy người chính hướng về hắn cái phương hướng này bay tới. Hắn nhìn lướt qua, khoảng chừng 15 người. Hơn nữa, tất cả mọi người là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Trong đó ba người thực lực càng là vượt xa đại đế cảnh trung kỳ, vô cùng có khả năng đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Ở thân phận của những người này hắn tự nhiên đã đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới, cung gia người trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác lúc này. Trong lúc hô hấp, 15 tôn đại đế đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, bất quá bọn hắn vẻn vẹn vây ba mặt, còn có một mặt cố ý lưu không. Nhìn thấy trên mặt mọi người cười xấu xa, Tiêu Phàm chỗ nào không biết ý nghĩ của bọn hắn, đây là muốn đem bản thân đẩy vào phía trước đám lửa kia trong biển. Tiểu tử, người vậy mà thực ở chỗ này, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi khăng khăng. Một người cầm đầu lão giả hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm biết rõ, một lần này sợ là thực phiền toái. Ba tôn đại đế hậu kỳ, 15 tôn đại đế trung kỳ cường giả. Cung gia vì sao giết hắn, thật đúng là phía dưới hết sức vốn gốc. Bất quá, Tiêu Phàm chung quy là Tiêu Phàm, hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hiện tại mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng chưa hẳn là hắn tuyệt lộ. Thời không thiên châu cùng tu la cửu biến hắn còn không sử dụng, nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự sử dụng hai đạo này đòn sát thủ. 15 tôn đại đế, cung gia thật đúng là xem trọng ta. Tiêu Phàm hí ngược cười nói. Hắn chẳng qua là một cái thần vương cảnh mà thôi, lại bị 15 tôn đại đế vây công, chẳng lẽ đại đế cảnh liền không đáng giá như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, cung gia dù sao cũng là cổ cương đại tộc, điểm ấy nội tình tự nhiên là có. Dù sao, ngay cả thông thường vực, cũng có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả. Giết ta cung gia bốn tôn đại đế, cho dù lại đến nhiều như vậy. Cũng không tính là nhiều, cái này diệt thần hỏa vực, chính là ngươi nơi chôn thây. Lão giả lạnh rên một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, hắn đã không định cùng Tiêu Phàm nhiều lời. Nếu như có thể lưu lại Tiêu Phàm, vậy liền trực tiếp giết chết hắn, nếu là giết không được, vậy cũng sẽ đem hắn đẩy vào phía trước hỏa vực. Nói xong, trừ bỏ lão giả khẽ nhúc nhích bên ngoài, mặt khác 14 người, tất cả đều đánh tới, vẻn vẹn cỗ kia áp lực.
liền để Tiêu Phàm bộ mặt trở nên vặn vẹo. Tiêu Phàm cũng không nhìn được một trận phát lạnh, cỗ lực lượng này, hoàn toàn không phải hắn có thể địch. Giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra thời không thiên châu, mặc dù hắn chỉ luyện hóa hai thành, nhưng bây giờ toàn lực thúc dục mà nói, Tiêu Phàm tự tin, cho dù là đại đế, cũng tuyệt đối ngăn không được. Tiêu Phàm cũng là vạn bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết rõ cung gia người trở về giết hắn, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Bằng không mà nói, hắn căn bản không nguyện ý sử dụng thời không thiên châu, bởi vì một khi sử dụng, giết không chết đối phương, chính hắn thế nhưng là nỏ hết đà. Ong ong cuồn cuộn thần lực tràn vào thời không thiên châu bên trong, thời không thiên châu bỗng chán phóng một đạo năng lượng màu xám gợn sóng, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm quét sạch mà ra sao. Xa xa nhìn tới, tựa như một quả lựu đạn bạo tạc, phương viên trong phạm vi mấy chục dặm, không khí đều bị rút đi không còn, biến thành khu vực chân không. Những cái kia bao vây lấy Tiêu Phàm hỏa diễm cũng toàn bộ yên diệt, không có cái gì lưu lại. Chớ nói chi là cái kia thẳng hướng Tiêu Phàm một đám đại đế cảnh cường giả, làm luồng năng lượng màu xám kia đảo qua thân thể của bọn hắn về sau, thân thể của bọn hắn bỗng đứng ở hư không. Chỉ có hai tôn kia đại đế cảnh hậu kỳ cường giả kịp phản ứng, kịp thời tránh thoát năng lượng màu xám càn quét, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, có một cái cánh tay bị quét trúng, mà đổi thành một cái nửa người dưới cũng bị năng lượng màu xám đảo qua. Cái kia hạ lệnh hắc bào lão giả phản ứng nhanh nhất, cảm nhận được nguy hiểm thời khắc, trực tiếp lui ra hơn trăm dặm. Chẳng qua là khi hắn gặp lại sau đến mặt khác 14 người đứng ở hư không lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó tức giận nói, tiểu tử này giả thần giả quỷ, chớ ngẩn ra đó, giết hắn. A hắc bào lão giả vừa dứt lời, đột nhiên hai tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang lên. Hắc bào lão giả nhìn tới, lại là nhìn thấy hai cái kia đại đế cảnh trung kỳ cường giả, một cái cánh tay đột nhiên hóa thành vô số viên hạt tiêu tán trong gió. Mà đổi thành một cái lại là thảm hại hơn, nửa người dưới đều chậm rãi chóc ra, tựa như cho tàn đồng dạng. Cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy, cái kia 12 cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, tất cả đều hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Tê lấy áo bào đen tâm tính của ông lão, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, vì sao sẽ như thế đáng sợ. Diệt sát một đám đại đế cảnh trung kỳ, vậy mà giống như giết chết một bầy kiến hôi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Không đúng, đây không phải pháp tắc chi lực. Hắc bào lão giả bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi hơi sáng lên nói, là pháp bảo. Hắc bào lão giả dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, hắn tự nhiên không ngốc. Một cái thần vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại làm sao có thể có miểu sát đại đế cảnh trung kỳ. Thậm chí đại đế cảnh hậu kỳ thực lực đây. Mặc dù có, vậy cũng tuyệt đối không phải sức mạnh của bản thân, mà là pháp bảo. Hơn nữa, cho dù là pháp bảo, vậy cũng tuyệt đối không phải đế giai pháp bảo, mà là vượt qua đế giai pháp bảo thánh giai pháp bảo. Nghĩ vậy, hắc bào lão giả trong lòng không rõ kích động lên, hoàn toàn không quan tâm vừa rồi chết cái kia 12 cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, cũng chứng minh hẳn ý nghĩ trong lòng. Giờ phút này, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bạch, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như ngay cả đứng cũng không quá đứng ổn. Tất cả những thứ này, cũng không phải Tiêu Phàm giả vờ, lúc này hắn tình trạng thật không phải là rất tốt, trên mặt còn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến thời không thiên châu vậy mà lại như thế đáng sợ, thậm chí ngay cả đại đế cảnh hậu kỳ cũng đỡ không nổi. Nếu như không phải hai cái kia đại đế cảnh hậu kỳ trốn được nhanh, đoán chừng cũng đã ngỏm củ tỏi. Thời không thiên châu uy lực to lớn, vượt quá Tiêu Phàm tưởng tượng, theo lý thuyết, hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì trong cơ thể hắn thần lực đã còn thừa không có mấy. Nguyên bản hắn cho là mình đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, đã có thể thôi động nhiều lần thời không thiên châu, thẳng đến chân chính thúc dục một khắc này. Tiêu Phàm mới hiểu được, mình cả nghĩ quá rồi. Thôi động thời không thiên châu, vẫn như cũ cơ hồ hút hết hắn tất cả thần lực, chỉ bất quá thời không thiên châu phát huy uy lực cũng mạnh rất nhiều. Nhìn xem đối diện hắc bào lão giả ba người, Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng.
đối phương còn có ba cái đại đế cảnh cường giả không chết, hơn nữa còn là đại đế cảnh hậu kỳ, hắn hiện tại, lại đem cái gì đi ngăn cản. Chủ nhân, mệnh thạch ta đều kiếm về. Vô tận chi hỏa lời nói ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nếu là liền tính mạng còn không giữ nổi, vậy muốn những cái này mệnh thạch thì có ích lợi gì đây? Tiêu Phàm, người đã cùng đường mạt lộ rồi a hát. Hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên một vòng hí ngược. Thằng danh con, lão hủ muốn làm thịt ngươi. Cùng lúc đó, một cái khác lão giả khôi ngô gào thét một tiếng, hướng về Tiêu Phàm nhào tới. Hắn chỉ có nửa người trên, nửa người dưới vừa mới hủy ở thời không thiên châu uy năng phía dưới, vẫn như cũ nhỏ xuống lấy máu tươi, nhìn qua 10 điểm huyết tinh. Hắc bào lão giả thấy thế, không khỏi nhíu mày. Đại đế cảnh sức khôi phục thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, đừng nói hủy diệt nửa người, chỉ cần mệnh thạch không nát, chính là chỉ còn lại có một giọt tinh huyết, cũng có thể sống lại. Nhưng cái này lão giả khôi ngô cùng một cái khác cụt tay lão giả, lại căn bản không có khôi phục thân thể, một cái không thấy nửa người dưới, một cái không thấy cánh tay. Ngươi có tin hay không, ta ngay cả ngươi lên nửa người cũng diệt. Mắt thấy lão giả khôi ngô sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Chỉ một thoáng, ánh mắt của hắn lần nữa biến, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, khí thế trên người cũng khôi phục phía trước đỉnh phong. Dừng tay, hắc bào lão giả thấy thế, sắc mặt đại biến. Liền vội vàng kéo lão giả khôi ngô, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi muốn gạt chúng ta. Lão hủ ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, ngươi không phải là kém chút bị lừa tới rồi sao? Tiêu Phàm mỉm cười, nói chuyện cũng biến thành lực lượng 10 phần lên. Nếu như hắc bào lão giả tử tế quan sát, sẽ phát hiện, Tiêu Phàm trên thân, cắm mấy cây thật nhỏ kim châm, chính là cái này mấy cây kim châm. Để Tiêu Phàm tạm thời khôi phục đỉnh phong trạng thái. Bất quá, loại trạng thái này, Tiêu Phàm có thể không kiên trì được bao lâu, hắn nhất định phải thừa dịp cung ra người lấy lại tinh thần thời khắc, lập tức rời đi. Càng nghĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, kia liền là tiến vào sau lưng mảnh này hỏa vực, cũng chính là cung ra cường giả trong miệng diệt thần hỏa vực. Bởi vì hắn nếu là trốn hướng địa phương khác, cung ra ba đại cường giả nhất định sẽ đi sát đằng sau. Một khi bại lộ, chính là hắn Tiêu Phàm tử kỳ. Hắn cũng không cho rằng vô tận chi hỏa cùng chí tôn phần thiên viêm có thể ngăn trở ba tôn đại đế cảnh hậu kỳ cường giả đánh giết. Vô tận, phần thiên, mang theo chúng ta tiến vào phiến kia hỏa vực. Tiêu Phàm trong bóng tối cho vô tận chi hỏa cùng chí tôn phần thiên viêm truyền âm nói. Chủ nhân, người xác định, vô tận chi hỏa kinh ngạc hết sức, nó là hoàn toàn không muốn vào phiến kia không biết diệt thần hỏa vực. Có thể không đi vào, nếu như ngươi muốn ta chết mà nói. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Vô tận chi hỏa hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thể tránh được. Tiểu tử, lão hủ biết rõ, ngươi khẳng định không cách nào lại thôi động mới vừa pháp bảo. Lúc này, hắc bào lão giả thanh âm vang lên, lão hủ có thể thả ngươi một con đường sống, miễn là ngươi đem cái kia pháp bảo giao ra, lão hủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão già, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Muốn đồ vật, có bản lĩnh tự mình tới lấy. Tiêu Phàm khinh thường nói, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương đã đoán được trên người hắn có được bất phàm pháp bảo. Nói xong, Tiêu Phàm quay người liền hướng diệt thần hỏa vực bay đi, căn bản không thèm để ý hắc bào lão giả. Hắn mặc dù không có để ý tới, nhưng vô tận chi hỏa lại là thời khắc quan sát đến hắc bào lão giả động tĩnh. Tùy thời làm tốt toàn lực chuẩn bị chạy trốn. Đi, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tốc độ bỗng tăng tốc. Danh con, ngươi dám trêu chọc ta. Hắc bào lão giả giận tím mặt, nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, hắn tự nhiên kịp phản ứng. Nếu như Tiêu Phàm còn có thực lực thôi động thần bí kia pháp bảo, vậy hắn căn bản là không có tất yếu đào tẩu a. Đáng tiếc, hắn không biết Tiêu Phàm là một cái thần dược sư. Có thể dùng kim châm kích phát tiềm năng của mình, cho nên mới lừa gạt bọn họ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm đã chiếm cứ tiên cơ, một cái hô hấp liền tiến vào một mảnh màu đỏ thẫm hỏa vực, bọn họ muốn đuổi theo đi, đoán chừng cũng huyền. Đáng chết, hắc bào lão giả ba người đứng ở hỏa vực bên ngoài, vô cùng phẫn nộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm biến mất ở hỏa vực. Đại ca, hiện tại làm sao? Lão giả khôi ngô lo lắng nói. Tiêu Phàm rất xảo trá,
một lần này lộn nhiều người như vậy, chúng ta nếu là không giết chết hắn, cũng không tốt trở về giao nộp. Hắc bào lão giả mặt âm trầm, ngay sau đó lo lắng nhìn xem hai người nói, thân thể của các ngươi, sao không thể phục hồi như cũ. Hai người lắc đầu, điểm này bọn họ cũng hết sức kỳ quái, nhưng vô luận bọn họ làm sao thôi động khôi phục thần lực, cũng căn bản không thể phục hồi như cũ. Nhất định là một kiện kia pháp bảo tạo thành, hắc bào lão giả trong lòng trầm giọng nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, chúng ta liền canh giữ ở diệt thần hỏa vực bên ngoài, hắn mà chết ở bên trong thì cũng thôi đi, nếu là có thể sống sót đi ra, định nhường hắn sống không bằng chết. Tốt, lão giả khôi ngô hai người không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng chờ Tiêu Phàm. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo vô tận chi hỏa cùng chí tôn phần thiên viêm xâm nhập hơn 10 dặm, thân thể của hắn cũng đến cực hạn, trực tiếp sụi lơ xuống tới. Bọn họ hẳn là không dám đuổi tới. Tiêu Phàm thanh âm có chút suy yếu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chuyển vô tận chiến điển khôi phục thần lực. Chủ nhân, ba cái kia lão bất tử là không tới, nhưng nơi này, ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Vô tận chi hỏa phòng bị nhìn xem bốn phía nói. Tiêu Phàm cũng 10 điểm tán đồng vô tận chi hỏa lời nói, mảnh này diệt thần hỏa vực, cũng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an. Hơn nữa, hắc bào lão giả ba người cũng không dám tiến vào mảnh này hỏa vực, liền đủ để chứng minh vấn đề. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đế hỏa tinh thần thế giới sở dĩ có thể trở thành nhân tộc thí luyện cổ lộ trên 10 đại hiểm địa, 8-9 phần 10 cùng cái này diệt thần hỏa vực có quan hệ. Chúng ta không muốn xâm nhập, chờ ta khôi phục thần lực, lại đi ra diệt ba cái kia lão bất tử. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn cũng đối những thứ không biết rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng biết. Cái kia đến có đủ thực lực mới có thể đi tìm tòi nghiên cứu, nếu là không cẩn thận đem mạng nhỏ nhét vào bên trong, vậy liền quá không có lợi lắm. Chủ nhân nói không sai, về sau chúng ta có đủ thực lực lại đi vào. Vô tận chi hỏa tán thành nói. Muốn ra ngoài, sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà lúc này, một chậu nước lạnh tưới đến Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa trên người, nói chuyện lại là chí tôn phần thiên viêm. Tiêu Phàm trên mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Phần Thiên, người có phải hay không biết rõ một ít gì? Trước đó Phần Thiên chí tôn viêm nhìn thấy diệt thần hỏa vực lúc, liền lộ ra cực kỳ cục xúc bất an, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hoài nghi. Chí tôn Phần Thiên viêm không nói, tựa như đang do dự cái gì? Có cái gì không thể nói? Tiểu tử ngươi sợ hãi cái giám a, tin hay không lão tử nuốt ngươi? Vô tận chi hỏa mở cái miệng rộng. Liền chuẩn bị nuốt vào chí tôn phần thiên viêm. Chí tôn phần thiên viêm giật nảy mình, vội vàng đã trốn vào Tiêu Phàm đỉnh đầu vô tận động thiên bên trong, Tiêu Phàm vội vàng ngừng vô tận chi hỏa thế công. Nói, Tiêu Phàm sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, chí tôn phần thiên viêm nếu là còn không thể hiện mình một chút giá trị, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ bỏ qua nó. Lưu một đạo phế vật thần hỏa ở bên cạnh mình, thì có ích lợi gì? Chí tôn phần thiên viêm cũng biết Tiêu Phàm tức giận. Đành phải nói ra, bắt đầu ta cũng không dám xác định, nhưng lão đầu kia đem mảnh này hỏa vực xưng là diệt thần hỏa vực, ta liền đoán được một chút. Đừng thừa nước đục thả câu, Tiêu Phàm 10 điểm khó chịu. Mảnh này hỏa vực, có thể là diệt thần thánh viêm tạo thành. Chí tôn phần thiên viêm trực tiếp nói. Thánh hỏa cấp bậc diệt thần thánh viêm, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ kinh hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô tận chi hỏa ngược lại là lơ đễnh. Lộ ra nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm, chủ nhân, cái gì là thánh hỏa? Tiêu Phàm thở sâu, bình tĩnh một lần suy nghĩ, giải thích nói, thánh hỏa, tự nhiên là tương đương với nhân tộc thánh đế cấp bậc hỏa diễm, đại đế cảnh phía trên, chính là thánh đế cảnh. Vô tận chi hỏa gương mặt kia cũng lộ ra trợn mắt hốc mồm, trong miệng run giọng nói thánh, thánh đế. Hiện tại nó tự nhiên minh bạch thánh hỏa là vật gì, nó hiện tại vẻn vẹn chỉ là thần hỏa mà thôi. Liền đế hỏa đều không phải là, muốn trở thành thánh hỏa, không muốn biết đến năm nào tháng nào. Tiêu Phàm nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh, thông thường đế hỏa liền đầy đủ nhường hắn toàn lực ứng phó, nếu là đỉnh cấp đế hỏa, nó cơ hồ chỉ có tránh lui phần. Mà bây giờ, vô cùng có khả năng gặp gỡ trong truyền thuyết thánh giai hỏa diễm, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Hơn nữa, cái kia diệt thần thánh hỏa ở đỉnh phong thời kỳ vẫn là đỉnh cấp thánh hỏa. Bình thường thánh đế cảnh đều khó có khả năng là đối thủ, ở tại trước mặt chỉ có hóa thành cho bụi phần.
Nếu là cái kia thánh giai hỏa diễm không thích giết chóc còn tốt, có lẽ có hy vọng sống sót, nhưng Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, hỏa tộc bình thường đều là cực kỳ tàn nhẫn, loại này sống tiếp khả năng quá thấp. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi, có lẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Chí Tôn Phần Thiên Viêm khổ sở nói ra. Không sợ, Tiêu Phàm bĩu môi, người hắn nhà ai có thể không sợ, đỉnh cấp thánh hỏa A, một mảnh tàn diễm, cũng có thể diệt đại đế cảnh tồn tại, hắn một cái thần vương cảnh, lại làm sao có thể chống đỡ được. Ai, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Vô Tận Chi Hỏa cũng nhận mệnh, đây hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, muốn đánh đều không đánh được. Ta nói, các ngươi không muốn như vậy sa sút tinh thần, trước hết nghe ta nói. Chí Tôn Phần Thiên Viêm mở miệng nói, diệt thần thánh viêm xác thực đáng sợ, cho dù ở vạn linh hỏa vực bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Vậy ngươi còn nói cái rắm? Vô Tận Chi Hỏa nổi giận mắng. Có thể đứng ở vạn linh hỏa vực tột cùng nhất tồn tại, cái kia còn không đáng sợ sao? Bọn họ những cái này chỉ là thần hỏa, đoán chừng chỉ có bị xem như điểm tâm phần. Chí Tôn Phần Thiên Viêm không để ý đến Vô Tận Chi Hỏa, tiếp tục nói, cho dù hắn là cao cấp nhất tồn tại, vậy thì như thế nào, cuối cùng còn không phải mẫn diệt. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi. Ngươi không nghe lầm, diệt thần thánh viêm, ở trăm vạn năm trước liền mẫn diệt, cùng Tu La tộc táng, hẳn là cùng lúc mẫn diệt, chỉ là ta không nghĩ tới, nó vậy mà lại xuất hiện ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên. Chí Tôn Phần Thiên Viêm giải thích nói. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trong lòng lại xuất hiện vô số nghi hoặc. Chí Tôn Phần Thiên Viêm nói không sai, diệt thần thánh viêm nếu là hỏa tộc lão tổ, vì sao sẽ xuất hiện ở nhân tộc thí luyện cổ lộ đây? Trăm vạn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Táng chết rồi, diệt thần thánh viêm cũng vẫn lạc, có phải hay không nói, cái này vạn tộc thí luyện cổ lộ, chính là các tộc cường giả nơi ngã xuống, hoặc có lẽ là, chôn nghĩa địa. Cái này có gì kỳ quái, nhân tộc tu sĩ nếu là chết ở những chủng tộc khác địa vực, chẳng lẽ còn nhất định phải mai táng ở nhân tộc 3.000 vực thổ địa bên trên hay sao? Vô Tận Chi Hỏa lại là lơ đễnh nói. Lời này cũng không sai. Chí Tôn Phần Thiên Viêm không có phủ nhận, nhưng vẫn như cũ nói ra trong lòng nghi ngờ. Nhưng là, hỏa tộc tiến giai cùng nhân tộc là không giống nhau. Nơi này hỏa diễm, đối với hỏa tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, các ngươi cảm thấy hỏa tộc sẽ vứt bỏ sao? Tiêu Phàm không nói, hỏa tộc thế nhưng là một cái đại tộc, thuộc về tiên linh tộc một loại. Nhân tộc hiển nhiên là không thể nào từ trong tay bọn họ cướp đoạt bọn chúng tổ tiên thi thể. Vậy nếu như hỏa tộc lúc trước cường giả không dám tới nơi này đây? Vô Tận Chi Hỏa lại hoài nghi nói, nếu như bọn họ không dám tới, lại là nhân tộc phát hiện trước cái thế giới này, cho nên liền đem coi như nhân tộc thí luyện cổ lộ trên hiểm địa một trong. Hỏa tộc có cái gì không dám đi? Chí Tôn Phần Thiên Viêm khinh thường nói, chỉ là nói còn chưa dứt lời, thanh âm của nó đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó run không ngừng lên. Phần Thiên, thế nào? Tiêu Phàm sầm mặt lại, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, một chưởng hướng về sau lưng vỗ tới. Hắn đã khôi phục một chút thần lực, một chưởng này uy lực không lớn, nhưng đối kháng đại đế cảnh tiền kỳ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh hãi là... Hắn trưởng cương, tựa như đánh ở trong hư vô, căn bản cái gì đều không đụng tới. Chỉ bất quá, hắn quay đầu trong nháy mắt, lại là nhìn thấy một tôn hỏa diễm hư ảnh lơ lửng ở hắn cách đó không xa, phồng lên lấy khí thế cường đại. Hắn toàn thân xích hồng như máu, ngọn lửa trên người bành trướng, giống như thần người dục hỏa trùng sinh, nhưng mà, hắn nhưng lại có một đôi con người đen nhánh, dường như có thể thôn phệ tất cả. Nhìn đến một cái... Tiêu Phàm liền cảm giác thân thể một trận phát lạnh, toàn thân đều hiện nổi da gà lên. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm nhân hình nọ hỏa diễm hư ảnh, đồng thời, nhân hình nọ hỏa diễm hư ảnh cũng nhìn chằm chằm hắn, hai người cứ như vậy giằng co. Về phần Chí Tôn Phần Thiên Viêm, lại là không ngừng run rẩy. Vô Tận Chi Hỏa còn tốt một điểm, kinh hãi sau, còn có một tia hiếu kỳ, gương mặt kia còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệt thần thánh viêm, thật lâu. Tiêu Phàm mới thử thăm dò phun ra mấy chữ, đối phương tán phát cỗ khí thế kia, đích thực quá đáng sợ. Đối phương con người rất lạnh, Tiêu Phàm đều có chút không kiên trì nổi, hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục giằng co. Táng truyền nhân,
một giọng già nua từ cái kia hình người hỏa diễm trong hư ảnh vang lên, cái kia song trống rỗng mà con người đen nhánh hướng về Tiêu Phàm, tựa như đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Trên người tản ra một cổ vô hình áp lực, để Tiêu Phàm rất cảm thấy khó chịu, tựa như thân thể đều muốn bị nướng chín một dạng. Tiêu Phàm tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhanh chóng rơi vào trầm tư, cái này Diệt Thần Thánh Viêm nhìn như vậy bản thân, rốt cuộc là thái độ gì? Nếu như hắn là táng địch nhân, cái kia nếu là mình thừa nhận Tu La Tử thân phận, cái kia há có thể sống sót. Nhưng nếu hắn là táng bằng hữu, mà bản thân lại phủ nhận bản thân Tu La Tử thân phận, vậy hắn lại sẽ không tìm phiền toái với mình đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, ngay sau đó vội vàng hơi hơi thi lễ nói, Tu La Tử Tiêu Phàm xin ra mắt tiền bối. Rất hiển nhiên, cái này Diệt Thần Thánh Viêm có thể nói ra táng truyền nhân mấy chữ này, hắn khẳng định đã nhận ra bản thân, giấu giếm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Về phần Diệt Thiên Thánh Viêm đến cùng là địch hay bạn, Tiêu Phàm cũng chỉ thuận theo ý trời. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là phó thác cho trời, hắn giờ phút này đang nhanh chóng khôi phục thần lực, hơn nữa lòng bàn tay vẫn như cũ nắm thời không thiên châu. Nếu như Diệt Thiên Thánh Viêm muốn đối phó hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự kích phát thời không thiên châu lực lượng. Tiểu tử, ở trước mặt ta, không muốn đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn này. Diệt Thần Thánh Viêm thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, ngay sau đó thu hồi thời không thiên châu, nói thật, hắn cũng sợ Diệt Thần Thánh Viêm nhận ra lai lịch của nó. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Mặt đối với Diệt Thần Thánh Viêm bậc này cường giả, Tiêu Phàm có thể không muốn ở chỗ này dừng lại, hắn thậm chí tình nguyện đi mặt đối với cung gia ba tôn đại đế cường giả. Chỉ là, khi hắn vừa mới chuẩn bị quay người thời khắc, lại là phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không thể động đậy, một áp lực đáng sợ bao phủ hắn, hai chân có chút đứng không vững, thậm chí ngay cả linh hồn đều run rẩy lên. Tiền bối, người đây là ý gì? Tiêu Phàm chật vật phun ra một câu, hắn không cách nào tưởng tượng. Cái này Diệt Thần Thánh Viêm đến cùng lại rất mạnh, vẻn vẹn khí thế mà thôi, liền để hắn không thể động đậy. Ngươi không cần như thế sợ ta, nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Diệt Thần Thánh Viêm bình thản nói ra, tựa như giết chết Tiêu Phàm chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Sự thật cũng là như thế, ở trước mặt Diệt Thần Thánh Viêm, Tiêu Phàm cùng run rế cũng không hề khác gì nhau. Vậy không biết tiền bối lưu ta là ý gì? Tiêu Phàm thở sâu, tạm thời bình tĩnh trở lại, chỉ cần không chết, vậy liền còn có hy vọng. Ta cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện, Diệt Thần Thánh Viêm ngữ khí khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá Tiêu Phàm lại là nhíu mày, nói đùa cái gì, ngươi Diệt Thần Thánh Viêm đều không làm được sự tình, ta một cái nho nhỏ thần vương cảnh làm sao có thể làm được. Ngươi yên tâm, chuyện này, đối với ngươi mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Diệt Thần Thánh Viêm liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ. Chỉ là tiện tay mà thôi sao? Tiêu Phàm bĩu môi, đáng tiếc, chính là hắn không tin Diệt Thần Thánh Viêm mà nói, vậy thì như thế nào đây? Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản liền không phản kháng được. Diệt Thần Thánh Viêm cũng không quản Tiêu Phàm có đáp ứng hay không, trực tiếp nói, ngươi từ nơi này xâm nhập 30 dặm, sẽ thấy một cái hồ nhỏ phía trên có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ trưng bày một cái hồ lô, miễn là ngươi rút ra miệng hồ lô cái nắp là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy, này cũng đến phiên Tiêu Phàm kinh ngạc. Liền gỡ ra một cái bình nhỏ cái nắp, hắn đây nha thật chỉ là tiện tay mà thôi à. Tiêu Phàm trong lòng hoài nghi, có thể nhìn Diệt Thần Thánh Viêm dáng vẻ, hắn muốn chuyện của mình làm, thật vẫn chính là đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, Diệt Thần Thánh Viêm hết sức khẳng định nói. Chỉ là hắn không phát hiện là, Tiêu Phàm bên cạnh Chí Tôn Phần Thiên Viêm nghe nói như thế lúc, hỏa diễm thân thể đều run rẩy lên, không biết là sợ hãi, hay là cái gì. Tiêu Phàm dư quang lại là thấy được, không lưu dấu vết ngăn tại Chí Tôn Phần Thiên Viêm trước người, cười nói, đã như vậy, vậy vãn bối đáp ứng. Ta biết ngươi sẽ đáp ứng, Diệt Thần Thánh Viêm thản nhiên nói, ngay sau đó hóa thành một đám lửa, lặng yên không tiếng động biến mất trong hư không. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, ta không đáp ứng có thể làm không? Liền cung ra những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ người đều sợ ngươi, tiểu gia chỉ là thần vương cảnh mà thôi,
chẳng lẽ còn làm gì được ngươi? Nếu là không đáp ứng, tiểu gia đoán chừng nghĩ ly khai cái này diệt thần hỏa vực cũng khó khăn a. Nhìn thấy diệt thần thánh viêm biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay vung lên, để vô tận chi hỏa cùng chí tôn phần thiên viêm đều tiến vào vô tận động thiên. Hiện tại hắn có vài lời muốn hỏi chí tôn phần thiên viêm, tự nhiên không thể để cho diệt thần thánh viêm nghe được. Phần thiên, người biết một ít gì? Tiêu Phàm mặt âm trầm nói. Vừa mới diệt thần thánh viêm nói muốn hắn đi làm món kia nhìn qua chuyện rất đơn giản lúc, chí tôn phần thiên viêm thế nhưng là hết sức kích động, thậm chí còn rất sợ hãi. Tiêu Phàm, người tốt nhất đừng đi. Chí tôn phần thiên viêm đến run giọng nói. Vì sao, cái kia hồ lô, không thể đụng vào. Chí tôn phần thiên viêm ngữ khí càng run rẩy lên. Tiêu Phàm mặt âm trầm, một cái hồ lô mà thôi, sao không thể đụng. Chẳng lẽ hồ lô kia, so diệt thần thánh hỏa còn kinh khủng hơn sao? Nếu là đụng cái hồ lô kia, lại sẽ làm sao? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi, chuyện này liên quan đến sinh tử của hắn, hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Sẽ chết, chí tôn phần thiên viêm 10 điểm khẳng định nói, người cũng đã biết, vừa mới cái kia diệt thần thánh viêm, căn bản cũng không phải là bản thể của hắn, khẳng định đã sớm vẫn lạc. À, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, diệt thần thánh viêm nếu như cũng đã vẫn lạc, cái kia vừa mới xuất hiện là ai? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm nhớ ra cái gì đó, ngươi là nói, vừa mới cái kia không phải diệt thần thánh viêm, ta nếu rút ra cái kia cái nắp, hắn nếu lấy được trong hồ lô đồ vật, liền sẽ giết chúng ta. Là, chí tôn phần thiên viêm đáp, ta từng nghe hỏa tộc tổ tông nói qua, diệt thần thánh viêm từng tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, hắn thi thể bị một cái tà ác hồ lô thu nhập trong đó, không biết rơi xuống nơi nào, không nghĩ tới ngay ở chỗ này. Tà ác hồ lô, Tiêu Phàm không hiểu, làm sao hồ lô này lại trở thành tà ác. Hồ lô kia, tên là hắc hỏa hồ lô, chuyên nuốt hỏa diễm, chỉ cần là hỏa diễm tới gần nó, đều sẽ bị thôn phệ. Ta nghĩ hỏa tộc tiên tổ khẳng định sớm đã phát hiện sự tồn tại của nó, cho nên không dám giáng lâm cái thế giới này, để nó một mực đợi ở nhân tộc thí luyện cổ lộ. Chí tôn phần thiên viêm nói một hơi, mà lúc này, Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên biến 10 điểm đặc sắc, trong lòng kinh ngạc nói, người nói hồ lô kia, thật là hắc hỏa hồ lô. Chí tôn phần thiên viêm nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi cổ quái, bất quá vẫn là như thực nói ra. Ta cũng không biết đến cùng phải hay không hắc hỏa hồ lô, chỉ là nghe nói mà thôi. Nếu như là hắc hỏa hồ lô, vậy liền có ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng duy trì bình tĩnh. Hắc hỏa hồ lô, ở Tu La truyền thừa bên trong có một chút ghi chép, truyền thừa cực kỳ lâu đời, xa xôi nhất ghi chép, hắn từ hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Nghe đồn, hắc hỏa hồ lô sinh ra ở giữa thiên địa một loại thần dây leo. Mặc dù không phải pháp bảo, nhưng đã vượt qua đại bộ phận pháp bảo, hơn nữa có một loại đặc tính, kia liền là chuyên khắc hỏa tộc. Hắn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người tay. Nhưng là, hắc hỏa hồ lô lần trước chủ nhân, Tiêu Phàm lại biết là ai, chính là Tu La tộc đời trước tộc trưởng Táng. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là, chí tôn phần thiên viêm còn nói Táng cùng diệt thần thánh viêm đã từng là kề vai chiến đấu. Vậy vì sao Táng lại đem diệt thần thánh viêm thu nhập hắc hỏa hồ lô đây? Điểm này, Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Nhưng hắn cũng biết, vừa mới xuất hiện hỏa diễm, hẳn không phải là diệt thần thánh viêm, chỉ là có được diệt thần thánh viêm một sợi khí tức mà thôi. Chính như chí tôn phần thiên viêm nói tới, nhất định không thể đem nó phóng xuất, bằng không không chỉ đám bọn hắn muốn chết, khả năng vẫn là nhân tộc thí luyện cổ lộ tai nạn. Đương nhiên, nếu là cự tuyệt vừa mới cái kia hỏa tộc điều kiện, bọn họ cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm xoắn xuýt, nhưng hắn cũng không dám đứng tại chỗ, chỉ có thể chậm rãi hướng về cái kia hỏa tộc nói tới địa phương tới gần. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu lại là ở không ngừng tìm kiếm lấy khống chế hắc hỏa hồ lô phương pháp, nếu là có thể luyện hóa điều khiển hắc hỏa hồ lô, hắn thì sợ gì vừa mới cái kia hỏa tộc. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã thấy cái kia hỏa tộc trong miệng hồ nhỏ không lớn, chỉ có mấy chục trượng phương viên, nhưng nơi này cảm giác nóng rực, lại bỗng tăng lên gấp bội. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không dám tự tiện tiến vào trong hồ. Trong hồ nhỏ, lại là có một cái đảo nhỏ, chỉ là nơi đó sóng lửa bốc lên, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy bên trên phải chăng có hồ lô.
Hô, lúc này, cái kia Diệt Thần Thánh Viêm lại hiển hóa ra ngoài, trầm giọng hỏi, vì sao không tiến vào? Hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn như cũ có chút kích động cùng lo lắng. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp, thực sự không đến gần được hồ nhỏ, càng không khả năng thành công đến hồ trung ương hòn đảo nhỏ kia. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói. Diệt Thần Thánh Viêm biết rõ Tiêu Phàm không có nói sai, hắn vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi, lại làm sao có thể chịu được trong hồ nhỏ hỏa diễm thiêu đốt đây. Đừng nói là Tiêu Phàm, chính là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Đến nơi này, đã không chỉ Tiêu Phàm một người mà thôi, đã từng nó cũng bức hiếp qua rất nhiều người tiến vào nơi này, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Để Tiêu Phàm tới đây, cũng vẻn vẹn chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi, bởi vì Tiêu Phàm trên người có tu la tử khí tức, cho nên dù là Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh, nó cũng không có khinh thường. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình thật sự là xem trọng Tiêu Phàm, tu la tử lại như thế nào, cũng không khả năng nghịch thiên mà làm. Nghĩ vậy, trên người nó hiện lên một cỗ sát khí, đối với hắn mà nói, phàm là không có giá trị lợi dụng người, đều không nên còn sống rời đi nơi này. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, phàm là tiến vào diệt thần hỏa vực người, chưa từng có sống sót đi ra nguyên nhân, bởi vì đều bị diệt thần thánh hỏa giết chết. Cảm nhận được diệt thần thánh hỏa trên người sát ý, Tiêu Phàm trong lòng đại biến, bất quá mặt ngoài lại giả vờ làm 10 điểm bình tĩnh, lời nói xoay chuyển nói, bất quá. Tuy nhiên làm sao, diệt thần thánh viêm trên người cỗ kia sát ý lặng yên mà qua. Nếu như ta có thể đột phá đại đế cảnh, hẳn là có thể không nhìn những ngọn lửa này. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, giả bộ như 10 điểm nghiêm túc bộ dáng nói. Ngươi nói thực, diệt thần thánh viêm ngữ khí không hiểu kích động. Cũng khó trách nó kích động như thế, phải biết, vô số tuế nguyệt đến, nó không biết mang bao nhiêu người lại tới đây, nhưng từ chưa có người từng thành công. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái có tự tin thông qua hồ nhỏ, đến đảo nhỏ người, nó lại làm sao có thể bình tĩnh đây? Không dám lừa gạt tiền bối, vãn bối đối với hỏa diễm có chút kháng tính, bất quá vãn bối trong thời gian ngắn đoán chừng cũng vô pháp đột phá đại đế cảnh, không nói vãn bối còn không có lĩnh ngộ ra thế giới chi lực, cũng còn không có thu thập đầy đủ khí số. Tiêu Phàm thở dài nói. Mặc dù nói như vậy, bất quá Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì nói thầm lên. Lão già này cố ý gạt ta, không cho ngươi nôn điểm huyết, tiểu gia cũng không phải là Tiêu Phàm. Nếu như Diệt Thần Thánh Viêm biết rõ Tiêu Phàm là chuẩn bị dọa dẫm nó, đoán chừng sẽ trực tiếp một tát chết Tiêu Phàm. Chỉ là nó không dám, khả năng này là nó hy vọng duy nhất, nếu là giết Tiêu Phàm, lại không biết phải chờ bao lâu thời gian mới có người đến nơi này. Do dự lúc này, Diệt Thần Thánh Hỏa rồi mới lên tiếng, ta đây có chút vô chủ khí số, có thể cho ngươi. Nhưng lĩnh ngộ thế giới chi lực, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là giả bộ như cực kỳ dáng vẻ kích động, nói, vãn bối nhất định cố gắng đột phá đại đế cảnh, giúp tiền bối chuyện này. Hắn hiện tại đang giàu như thế nào mới được khí số đây, không nghĩ tới Diệt Thần Thánh Viêm chủ động đưa tới cửa, như vậy há có không muốn lễ. Diệt Thần Thánh Viêm nhẹ nhàng vung lên, một đám lửa rơi xuống Tiêu Phàm trước người. Thể nội bọc lấy từng đoàn sáng lạng quang đoàn. Nơi này có hai nguyên khí số, người hảo hảo tu luyện. Diệt Thần Thánh Viêm trầm giọng nói. Nghe được giọng điệu này, Tiêu Phàm trong lòng cười trộm, bất quá hắn cũng biết, hai cái này nguyên khí số, đối với Diệt Thần Thánh Viêm mà nói đoán chừng cũng là cực kỳ chân quý. Dù sao, nó hàng năm bị vây ở chỗ này, cơ bản không có thu thập khí số khả năng. Những cái này vô chủ khí số đoán chừng cũng là hắn từ mặt khác ngộ nhập nơi này tu sĩ trên người có được. Tiêu Phàm đã thử qua, chém giết một cái đại đế cảnh tiền kỳ, tòng mệnh trong đá lấy được khí số 10 điểm thưa thớt, chỉ có 1.000 sợi khoảng chừng. Mà hắn mình có thể lấy được 100.200 sợi, mặt khác đều bị bạch sắc thạch đầu hấp thu, mà đại bộ phận khí số đều sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, nhất định phải một lần nữa đi ngưng tụ. Tiêu Phàm không biết ngưng tụ một sợi vô chủ khí số phải cần bao nhiêu thời gian, hắn chưa đã từng thử, cũng không có đầy đủ thời gian đi thử nghiệm. Chí ít hiện tại đối với hắn mà nói, từ trong tay người khác đến khí số phương pháp là nhanh nhất. Mà Diệt Thần Thánh Viêm một lần thì cho hắn hai nguyên vô chủ khí số, một nguyên thì tương đương với 12.9600 sợi, cái này có thể thì tương đương với hơn 25 vạn.
nếu để cho Tiêu Phàm bản thân đi thu thập cùng cô đọng, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đi. Đa tạ tiền bối, vãn bối định không phụ kỳ vọng. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, ngay sau đó há miệng hút vào, đem ngọn lửa kia quang đoàn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn khoanh chân ngồi ở hồ nhỏ một bên, vận chuyển vô tận chiến điển, bắt đầu dung luyện hai cái này nguyên khí số. Hy vọng hai cái này nguyên khí số, có thể làm cho ta thành công đột phá đại đế cảnh. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, nhưng trong lòng thì một chút cũng không chắc. Chớp mắt liền qua ba tháng, Tiêu Phàm một mực không có bất cứ động tĩnh gì, mà ngoại giới, cung gia ba tôn đại đế cảnh cường giả có thể liền không nhịn được. Bọn họ chờ ba tháng, vẫn như cũ không có gặp Tiêu Phàm bóng dáng, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm 89 phần 10 đã chết. Từ nhân tộc thí luyện cổ lộ xuất hiện cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người có thể từ diệt thần hỏa vực còn sống rời đi. Đợi thêm ba tháng, hắn nếu là còn không ra, chúng ta liền rời đi. Hắc bào lão giả vẫn như cũ có chút không cam lòng, hắn một mực đang nghĩ lấy Tiêu Phàm món kia thần bí pháp bảo. Nếu là có thể lấy được pháp bảo này, hắn tự tin, đại đế cảnh bên trong tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Hai người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ba tháng qua, bọn họ phí hết tâm tư, nhưng như cũ không cách nào khôi phục cụt tay cùng tàn thể, đối với Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Nếu như không phải diệt thần hỏa vượt quá mức nguy hiểm, bọn họ đã sớm xông đi vào đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Vì đề phòng vạn nhất, bọn họ vẫn là nhiều nán lại một đoạn thời gian, xác nhận Tiêu Phàm chết ở bên trong lại nói. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, theo thời gian trôi qua, hắn luyện hóa khí số tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản cô đọng hơn 1.000 sợi, Tiêu Phàm cũng tốn tốt mấy ngày, bây giờ muốn cô đọng hơn 20 vạn sợi, nếu là bình thường tốc độ, đoán chừng phải tốn đã nhiều năm đi. Nhưng mà, vẻn vẹn hơn 3 tháng, hắn liền đem hai nguyên khí số toàn bộ luyện hóa, sáp nhập vào nhục thân. Hơn nữa, bạch sắc thạch đầu một lần này cũng không có thôn phệ diệt thần thánh viêm cho hắn khí số, ngược lại trợ giúp Tiêu Phàm luyện hóa, bằng không mà nói, hắn tốc độ luyện hóa cũng sẽ không như thế nhanh. Chỉ là, Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm buồn bực, những người khác thần cách chỉ cần dung hợp một nguyên khí số biến có thể ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra thạch, đột phá đại đế cảnh. Nhưng thân thể của hắn dung lượng, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều, hai nguyên khí số quăng vào đi, liền một điểm bọt nước đều không có. Chẳng lẽ loại phương pháp này không làm được? Hẳn không phải là, Tiêu Phàm từng điều tra thân thể biến hóa, phát hiện thân thể xác thực mạnh hơn rất nhiều, hắn hiện tại thân thể cường độ, so với bình thường đế binh còn muốn đáng sợ. Nếu là có thể đột phá đại đế cảnh, Tiêu Phàm tự tin, bình thường đế binh đoán chừng tay không liền có thể xé rách. Hô, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Thành công không, diệt thần thánh viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện, nó so Tiêu Phàm còn muốn bức thiết rất nhiều. Để tiền bối thất vọng rồi, vãn bối mệnh cách có chút đặc thù, hai nguyên khí số còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, điểm này hắn xác thực không có nói láo. Diệt thần thánh viêm rõ ràng có chút không tin, bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm tu la tử thân phận, có lẽ hắn mệnh cách xác thực tương đối đặc thù, yêu cầu khí số tương đối nhiều. Khẽ cắn môi, diệt thần thánh viêm lại vung ra hai đám lửa, nói, lại cho ngươi 4 nguyên khí số, nếu là còn không thể đột phá, vậy ta cũng không thể ra sức. Diệt thần thánh viêm hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm, đã hoài nghi Tiêu Phàm là đang lừa gạt hắn, cho nên một câu liền đem Tiêu Phàm lời nói lấp kín. Ngươi nghĩ từ ta đây lừa gạt khí số, tuyệt không có khả năng. Tốt nhất thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại như thế nào không minh bạch tâm tư của hắn đây, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hai đoàn kia khí số một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, tiền bối, ngài vẫn là đem những cái này khí số thu hồi đi thôi, ta cảm thấy ta làm không được. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi, 4 nguyên khí số liền muốn đuổi ta, ngươi cho rằng đuổi ăn mày sao? Diệt thần thánh viêm không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đến chiêu này, hoàn toàn là đâm chúng nó uy hiếp, nếu như Tiêu Phàm làm không được, nó cả một đời đoán chừng đều phải bị vây ở chỗ này. Ngươi muốn bao nhiêu khí số? Diệt thần thánh viêm trầm giọng nói, hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý nghĩa. Tiêu Phàm duỗi ra hai ngón tay, giao nhau thành một cái 10. Nói, 10 nguyên, 10 nguyên khí số, vãn bối nhất định có thể thành công.
10 nguyên, Diệt Thần Thánh Viêm đều không khỏi hít một hơi lạnh, nếu như không phải nó xác định Tiêu Phàm chỉ là một cái thần vương cảnh, nó đều sẽ nghĩ lầm Tiêu Phàm là đại đế cảnh. Phải biết, cho dù đột phá đại đế cảnh trung kỳ, người bình thường cũng chỉ cần 10 nguyên khí số A. Mà người bình thường đột phá đại đế cảnh tiền kỳ, 2 nguyên khí số đã cao nhất. Nhìn Tiêu Phàm, lại cần dòng dã 12 nguyên khí số, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tốt, ta có thể cho ngươi 10 nguyên khí số, nhưng ngươi nếu là không đột phá nổi đây. Diệt Thần Thánh Viêm ngữ khí đã trở nên hơi không kiên nhẫn. Nếu là không đột phá nổi, mặc cho tiền bối xử trí. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, nếu là thành công còn tốt, nếu là không đột phá nổi, Diệt Thần Thánh Viêm vốn là sẽ không bỏ qua hắn, sao không đánh cược một lần đây? Dù sao, một mình hắn đi thu thập như vậy khí số, đoán chừng không mấy chục năm đều không thể nào làm được. Đối với Tiêu Phàm mà nói, dù sao cái này sinh ý đều không thua thiệt. Diệt Thần Thánh Viêm tự nhiên không thể thế nhưng Tiêu Phàm, đành phải thôi, lấy tay vung lên, lại là 6 nguyên khí đếm ra hiện tại Tiêu Phàm trước người, trong lòng thầm mắng một tiếng, liền khi 10 nguyên khí số cho chó ăn. Tiêu Phàm lại là một phen cảm tạ, ngay sau đó tiếp tục đem 10 nguyên khí số nuốt vào trong bụng, lấy chính hắn dự đoán, tổng cộng 10 nguyên khí số liền có thể để cho mình nhục thân cường đại đến cực hạn. Nhưng là vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là muốn nhiều hơn 2 nguyên khí số. Lần này, Tiêu Phàm luyện hóa vô chủ khí số tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo khí số dung nhập nhục thân bên trong, nhục thể của hắn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên càng ngày càng kiên cố không phá vỡ nổi. 10 nguyên khí số, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm đem thần cách đều no bạo, nhưng Tiêu Phàm thân thể, liền tựa như một cái động không đáy. Nửa năm sau, làm Tiêu Phàm dung luyện 8 nguyên khí số lúc, nhục thể của hắn rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Tiêu Phàm chỉ cảm giác nhục thân của mình tràn đầy lực lượng vô tận, phất tay liền có thể phá toái thiên địa. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì luyện hóa còn dư lại 2 nguyên khí số, quá trình này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác da thịt của mình đều muốn xé mở một đồng dạng, rịn ra tỉ mỉ tơ máu. Bất quá hắn một mực nghiến răng nghiến lợi kiên trì, hắn luôn cảm giác, nếu là kiên trì nổi, thân thể của mình tất nhiên sẽ phát sinh to lớn thuế biến. Oanh, đến lúc cuối cùng 2 nguyên khí số dung nhập nhục thân bên trong, Tiêu Phàm trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một trận tiếng ầm ầm, ngay sau đó từng đợt bạo phá thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm biến thành một cái huyết nhân, trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn quanh thân đột nhiên chán phóng thất thải hào quang, tan vỡ ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhục thân thành đế, Diệt Thần Thánh Viêm xuất hiện lần nữa, kinh ngạc phun ra một câu. Đồng thời, một cỗ căm giận ngút trời từ trên người nó tản ra, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta khí số dùng để dung luyện nhục thân, muốn chết sao? Diệt Thần Thánh Viêm không phải người ngu, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Phàm làm cái gì, một cỗ hủy diệt tính uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Tiêu Phàm tự nhiên chịu không được nó uy áp. Bất quá vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối, cái này không giống nhau sao? Ta cho ngươi khí số, là nhường ngươi đột phá đại đế cảnh, cái này có thể giống nhau sao? Diệt Thần Thánh Viêm phẫn nộ nói, loại này cảm giác bị lường gạt, để nó 10 điểm nổi nóng. Không giống nhau sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói tiền bối muốn ta làm sự tình, hiện tại ta thay ngươi làm đến không được sao? Diệt Thần Thánh Viêm vừa định nổi giận. Có thể nghe được Tiêu Phàm phía sau câu nói kia, trên người cỗ khí thế kia lặng yên biến mất, trở nên vô cùng kích động, nói, người bây giờ thực có thể. Nhục thân thành đế, đối với ta mà nói đã đủ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Dứt lời, hắn trực tiếp phóng ra bước chân, hướng về hồ nhỏ đi đến. Từng đạo sóng lửa đập vào mặt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi, toàn thân áo bào lại cũng không chịu nổi cái kia nhiệt độ cao. Tất cả đều hóa khí ra. Ở Tiêu Phàm ngoại thân, hiện lên một tầng ngọn lửa màu vàng, trợ giúp Tiêu Phàm chống đối bốn phía hỏa diễm thiêu đốt. Nếu như là nửa năm trước nhục thân, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm không chịu nổi, trực tiếp hóa thành cho bụi. Nhưng là dung hợp 12 nguyên khí số về sau, Tiêu Phàm nhục thân đã đạt đến đại đế cảnh vô địch cấp độ, cho dù đại đế pháp bảo, đoán chừng cũng có thể tiện tay xé rách.
Ngọn lửa này mặc dù đáng sợ, nhưng còn không làm gì được Tiêu Phàm. Hơn nữa, cho dù mặt ngoài da thịt bị thương, Tiêu Phàm cũng có thể điều động sinh tử pháp tắc lực lượng, khôi phục nhanh chóng. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Tiêu Phàm đi từng bước một hướng trong hồ nhỏ, xuyên thấu tầng kia tầng sóng lửa, rốt cục, một tòa tiểu đảo hoang in vào Tiêu Phàm trong mắt. Cùng nói là đảo nhỏ, còn không bằng nói là một khối đá, cũng liền hai ba trượng phương viên. Tiêu Phàm chân đạp sóng lửa, thân hình đứng không vững, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, ở tảng đá kia bên trên, lẳng lặng nằm một cái đen thui hồ lô. Hồ lô toàn thân đen như mực, chung quanh bốc hơi lên từng đạo ngọn lửa màu trắng, không biết thiêu đốt mọc thêm tuế nguyệt, kéo dài không thôi. Cho dù cách xa nhau xa vài chục trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được hồ lô kia đáng sợ, nhìn đến một cái, tựa như hồn đều muốn bị hút đi vào. Quả nhiên là hắc hỏa hồ lô, Tiêu Phàm trong lòng tự nói, thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Nửa năm này thời gian, hắn không chỉ có riêng luyện hóa 12 nguyên khí số, hơn nữa còn một mực ở lĩnh ngộ thế giới chi lực, cùng tra tìm khống chế hắc hỏa hồ lô phương pháp. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến, thực cầm lấy hắc hỏa hồ lô liền rút ra nó nắp bình. Nếu là thật làm như thế, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này diệt thần thánh viêm cũng không phải cái gì món hàng tốt, Tiêu Phàm cũng đã đại khái đoán được lai lịch của nó, 89 phần 10 là đã từng diệt thần thánh viêm chết rồi, một sợi tàn diễm đản sinh mới linh trí, sau đó lột xác thành mới hỏa linh. Có lẽ là thôn phệ diệt thần thánh viêm một chút tàn diễm, cho nên hắn biết rõ diệt thần thánh viêm rất nhiều ký ức, thực lực tự nhiên cũng không kém. Về phần kỳ vi gì muốn để hắn mở ra hắc hỏa hồ lô nắp bình, Tiêu Phàm cũng đoán được một chút. Diệt thần thánh viêm hỏa chủng ở hắc hỏa trong hồ lô, nếu như nói cái này hỏa linh không muốn lấy được diệt thần thánh viêm hỏa chủng, đánh chết Tiêu Phàm đều không tin. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm quyết không thể mở ra hắc hỏa hồ lô, để cho lấy được hỏa chủng. Chỉ bất quá Tiêu Phàm nghĩ không biết là, hắc hỏa hồ lô không phải gặp được hỏa diễm liền sẽ vô tình thôn phệ sao, một khi mở ra hắc hỏa hồ lô, cái này hỏa linh cũng nhất định sẽ bị nuốt vào trong đó mới đúng a. Nhưng nó là gì muốn gạt hắn mở ra hắc hỏa hồ lô đây? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền minh bạch vì sao cái này hỏa linh không sợ tối hỏa hồ lô. Bởi vì hắc hỏa hồ lô phía trên, rõ ràng xuất hiện từng đạo khe hở, hơn nữa còn tới phía ngoài toát ra từng tia hỏa diễm năng lượng. Hiển nhiên, hắc hỏa hồ lô sớm đã bị thương nặng, đã mất đi tự chủ thôn phệ hỏa tộc năng lực. Tiêu Phàm trong lòng thầm than đáng tiếc, tốt như vậy bảo bối, vậy mà liền tổn hại như vậy hỏng. Ở Tiêu Phàm xem ra, cái này hắc hỏa hồ lô phẩm giai, có lẽ không kém gì thời không thiên châu, mà ở mặt đối lửa tộc lúc, hắc hỏa hồ lô so thời không thiên châu còn cường đại hơn. Tiêu Phàm thở sâu rơi ở trên thạch đầu, trên người của hắn da thịt đều bốc cháy lên từng tia hỏa diễm, dù là vô tận chi hỏa hộ thể, cũng ngăn cản không nổi ngọn lửa kia lực lượng. Thật là tinh khiết lực lượng, vô tận chi hỏa run giọng nói, đáng tiếc, nó căn bản không dám hiện thân. Ngọn lửa này năng lượng, cho dù là tàn diễm, cũng không phải nó có thể cắn nuốt, không bị đối phương thôn phệ cũng không tệ rồi. Tiêu Phàm đi tới hắc hỏa hồ lô một bên ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhặt lên hắc hỏa hồ lô. Hồng hộc, lúc này, một đạo sóng lửa giống như hỏa xà đồng dạng truyền lên, quấn quanh lấy Tiêu Phàm cánh tay, trực tiếp đem cánh tay của hắn thiêu thành cho tàn. Tiêu Phàm dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Kinh ngạc nhìn cái kia hắc hỏa hồ lô. Đã phá không còn hình dáng, lại còn như thế đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc nói, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hắn vội vàng thôi động thần lực, khôi phục cánh tay của mình, nhưng hắn không dám tùy tiện thử, nếu như bị ngọn lửa này cuốn lấy, bản thân khả năng liền thật muốn chết ở đây. Nhanh lên nhặt lên, rút ra nắp bình, diệt thần thánh hỏa hư ảnh xuất hiện lần nữa ở hồ nhỏ bờ bên kia. Chỉ là ngữ khí của nó trở nên 10 điểm cường ngạnh, lại không phía trước từ thiện. Tiền bối, người có vẻ như không nói với ta, hồ lô này chung quanh hỏa diễm, so trong hồ nhỏ hỏa diễm còn muốn đáng sợ mấy lần a? Tiêu Phàm nhíu mày, đối với diệt thần thánh hỏa ngữ khí 10 điểm khó chịu. Tiểu gia thế nhưng là tới giúp ngươi bận bịu, mặc dù từ ngươi cái kia chiếm được 12 nguyên khí số chỗ tốt, nhưng cũng không thể đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này a. Ngươi đã nói. Cho ngươi 10 nguyên khí số,
ngươi liền có thể rút ra cái nắp, hiện tại đến ngươi hứa hẹn. Diệt thần thánh hỏa ngữ khí âm trầm hết sức. Ta có nói qua sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, hết sức buồn bực nói, tiền bối, ta phát thệ, ta tuyệt đối không đã nói như vậy, ta chỉ nói là, nếu như cho ta 10 nguyên khí số, ta liền có thể thông qua hồ nhỏ, hiện tại ta không phải tới rồi sao? Tiêu Phàm cũng không muốn cùng đối phương vạch mặt, nhưng hắn cũng không muốn bản thân mất mạng. Hừ, Linh Nha lợi chủy, Diệt thần thánh hỏa lạnh rên một tiếng, sự kiên nhẫn của nó tựa như đã đến cực hạn. Tiền bối, ngươi nếu lại cho ta 10 nguyên khí số, ta nhất định có thể đủ làm đến. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại 10 điểm nói nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy? Diệt thần thánh hỏa cười lạnh, nó đã tức giận. Hẳn là sẽ không ngốc như vậy. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trên mặt lộ ra một tia hí ngược, đã như vậy, vậy vãn bối cũng thương mà không giúp được gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Diệt thần thánh hỏa vô cùng phẫn nộ, quanh thân hỏa diễm gào thét, toàn bộ diệt thần hỏa vực đều táo động. Tức giận, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nói ta chính là muốn chết, vậy thì như thế nào? Nếu ta đoán không lầm, người căn bản liền không thể thông qua cái này hồ nhỏ a, người lại như thế nào giết ta? Nếu như cũng đã vạch mặt, Tiêu Phàm cũng không tất yếu cho đối phương sắc mặt tốt. Nửa năm này thời gian, Tiêu Phàm cùng vô tận chi hỏa, Chí Tôn Phần Thiên Viêm cẩn thận phân tích qua, Diệt Thần Thánh Hỏa tìm hắn hỗ trợ, khẳng định là chính hắn không làm được sự tình, thậm chí ngay cả cái này hồ nhỏ đều không thông qua được. Bây giờ xác nhận chuyện này, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, chỉ ít trong thời gian ngắn, Diệt Thần Thánh Viêm là không làm gì được chính mình. Danh con, lão tử nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Diệt Thần Thánh Viêm tức giận gầm thét lên, nguyên bản nó thấy được hy vọng, có thể nó không nghĩ tới. Bản thân lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ đùa bỡn. Ai để ai sống không bằng chết còn chưa biết. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, không tiếp tục để ý Diệt Thần Thánh Viêm, ánh mắt rơi vào hắc hỏa hồ lô phía trên. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vô tận chi hỏa thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Sao trộn, Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hắn hiện tại đã tiến thoái lưỡng nan, hắc hỏa hồ lô không thể chạm vào. Diệt thần thánh viêm cái kia nhốt lại qua không được, không cẩn thận liền đi qua nửa năm nhiều thời gian. Nguyên bản hắn chuẩn bị qua 2-3 năm liền rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ, có thể hiện tại xem ra, đoán chừng hy vọng lại muốn rơi vào khoảng không. Thì Vũ hoài thai đã 6 tháng, đoán chừng đều nhanh muốn sinh rồi a hát. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại hắn bị vây ở chỗ này. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Chủ nhân, dù sao chúng ta cũng đi không được, nếu không để cho chúng ta hảo hảo thôn phệ một lần hắc hỏa hồ lô tiêu tán ra hỏa diễm tinh hoa. Vô tận chi hỏa hỏi dò. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, đây cũng là một phương pháp tốt. Lần trước ở Diệp gia tổ mộ bên trong thôn phệ không ít hỏa thuộc tính thế giới chi lực, có thể một mực chưa từng viên mãn. Cái này hắc hỏa trong hồ lô tiêu tán ra năng lượng. Có thể so sánh lúc trước thế giới lực còn tinh khiết hơn rất nhiều, có lẽ có thể hoàn thiện hỏa thuộc tính thế giới chi lực cũng khó nói. Một khi hoàn thiện, Tiêu Phàm cũng liền có thể mượn nhờ hỏa thuộc tính thế giới chi lực đến lĩnh ngộ, để nội thiên địa tấn thăng thế giới chân chính. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở hắc hỏa hồ lô một bên, triệu hồi ra vô tận động thiên, vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển, liền bắt đầu luyện hóa bốn phía hỏa thuộc tính năng lượng. Đối diện Diệt Thần Thánh Viêm nhìn thấy một màn này, buồn bực kém chút thổ huyết. Vốn cho là tìm đến một cái thần vương cảnh tu sĩ, chỉ là một đầu con cừu nhỏ, tự mình nghĩ làm sao nhào nặn giết đều được, có thể làm sao biết, gia hỏa này nhất định chính là một cái lũ sói con. Nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà bắt đầu tu luyện, Diệt Thần Thánh Viêm trên mặt lộ ra lo lắng, có thể nó lại không thể làm gì. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Diệt Thần Thánh Viêm ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đại đế cảnh, tăng cường thực lực của mình, hắn tin tưởng, một ngày nào đó bản thân có thể so với Diệt Thần Thánh Viêm mạnh. Hắn không biết là, theo bọn họ đem hắc hỏa hồ lô bốn phía hỏa diễm năng lượng thôn phệ, Diệt Thần Thánh Viêm khí thế lại là chậm rãi trở nên hết sức yếu ớt lên. Thời gian chậm rãi sói mòn, hơn 3 tháng chói mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện. Mà giờ khắc này... Man hoang cổ thành lại là đã xảy ra một kiện đại sự.
Man hoang cổ thành trên không, mây đen dày đặc, lôi đình đầy trời, bao phủ cả tòa man hoang cổ thành, trang nghiêm một bộ tận thế cảnh. Một cỗ hết sức khí tức ngột ngạt tràn ngập ở trong man hoang cổ thành, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía không trung, không biết vì sao. Mà lúc này, Bách Sát Các một gian trong sân, nơi này từng là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ trụ sở, một chút hạ nhân đang nhanh chóng bận rộn. Ở ngoài viện, Lãng Thiên hai tay vác lập, chờ đợi lo lắng lấy, một bên Hứa Vân Minh có chút nhìn không được, Lãng Thiên, ngươi cấp bách cái gì sức lực, cũng không phải con của ngươi ra đời. Hứa lão, Tiêu lão đệ đem hắn vợ con giao cho ta chiếu cố, ta đây không lo lắng sao? Nếu là vạn nhất có cái sơ suất gì, ta làm sao xứng đáng Tiêu lão đệ? Lãng Thiên đắng chát cười nói. Tiêu Phàm tiểu tử kia hài tử ra đời, để chúng ta hai đại thánh đế cảnh cường giả cho hắn hộ pháp, hắn cũng thấy đủ. Hứa Vân Minh có chút khó chịu nói. Nếu là người khác biết, Bách Sát Các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vậy mà thay một cái thần vương cảnh tu sĩ hài tử ra đời hộ pháp, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nhưng là giờ phút này, lại là chân thực phát sinh. Nói trở lại, Lãng Thiên, man hoang cổ thành có thể chưa từng có dạng này dị tượng a, chẳng lẽ muốn sinh đại biến chú ý? Hứa Vân Minh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hết sức lo lắng nói. Lãng Thiên cũng cau mày, nói, Hứa lão, ngươi nói, cái này có thể hay không cùng Tiêu Phàm hài tử có quan hệ? Ngươi cũng quá xem trọng Tiêu Phàm rồi a hát, man hoang cổ thành hàng trăm triệu tu sĩ, mỗi ngày đều không biết bao nhiêu người ra đời đây. Hứa Vân Minh lắc đầu nói. Đừng nói hắn không tin, chính là Lãng Thiên cũng không tin, hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Bất quá nhìn lên trời biến, xác thực phải có sự tình đã xảy ra. Hứa Vân Minh lại bổ sung một câu. Ầm ầm, chỉ một thoáng, từng đợt kinh lôi vang lên, thiên khung sấm sét vang dội, vô số lôi quang chiếu nghiêng xuống, trải rộng cả tòa man hoang cổ thành. Vô số tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, những cái này lôi đỉnh quá mức đáng sợ. Dường như có được diệt thế chi uy. Man hoang cổ thành cường giả nhao nhao đi ra chỗ ở của mình, vẻ mặt không hiểu nhìn xem thương khung, đã bao nhiêu năm, bọn họ đều chưa từng thấy qua cảnh sắc như vậy. Dù là đại đế cảnh cường giả độ kiếp, cũng không có uy thế cỡ này. Oa oa Bách Sát Các trong sân, đột nhiên truyền đến một trận tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người bèn nhìn nhau cười. Đại nhân, Tiêu phu nhân mẹ con bình an. Một người làm chạy đến cửa sân, vẻ mặt kích động nói. Mẹ con, là một nam hài, Lãng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vì Tiêu Phàm từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Không sai, là cái công tử, hạ nhân gật gật đầu. Thưởng, Lãng Thiên cao hứng khua tay nói, bất quá hắn cũng không có tự tiện tiến vào trong sân, miễn cho làm cho người ta nhàn thoại. Lãng đại ca, vất vả các ngươi, lúc này... Cửa ra vào truyền đến một thanh âm, lại là một nữ tử ôm trong tã lót hài nhi đi tới. Nữ tử không phải người khác, chính là Tiêu Phàm muội muội Tiêu Linh Nhi, Lãng Thiên đoạn thời gian trước tiến về thiên võ cổ vực tiếp Hỏa Ngân Nhi, thuận tiện đem Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi cùng một chỗ nhận lấy chiếu cố Diệp Thi Vũ. Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người đi tới, nhìn xem trong tã lót hài nhi, hai người biết tâm cười một tiếng. Thật linh động tiểu hài. Lãng Thiên từ trong thâm tâm tán thán nói. Oanh, cũng đúng lúc này, một tiếng sấm nổ tại hư không vang lên, to bằng gian phòng lôi trụ đột nhiên từ Cửu Thiên Vương vãi xuống, bay thẳng tiểu viện mà đến. Cẩn thận, Hứa Vân Minh trước tiên kịp phản ứng, bỗng nhiên đạp không mà lên, một quyền hướng về không trung nổ oanh đi, cái kia lôi trụ ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lôi xả bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều lôi đình hướng về nơi này hội tụ, cho dù là lấy Hứa Vân Minh thực lực, cũng một trận sợ hãi. Chẳng lẽ, nhìn xem đầy trời lôi đình, Hứa Vân Minh trong đầu đột nhiên toát ra một cái phỏng đoán đáng sợ, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía dưới trong tã lót hài nhi, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng run giọng nói, bị thiên lôi đánh tiểu hài. Thiên đố chi nhân, Lãng Thiên, nhanh ôm Tiêu Phàm hài tử đi, Hứa Vân Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng cho Hứa Vân Minh truyền âm nói. Lãng Thiên nghe vậy, đôi mắt cũng run một cái, hắn hiển nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Linh Nhi yên tâm, ta rất mau trở lại. Lãng Thiên trực tiếp từ Tiêu Linh Nhi trong ngực đoạt lấy Hải Nhi, bỗng nhiên đạp không mà lên,
hướng về chân trời bắn ra đi. Tiêu Linh Nhi đờ đẫn đứng tại chỗ, không biết vì sao. Cũng đúng lúc này, thiên khung phía trên lôi điện bắt đầu di động, hướng về Lãng Thiên chạy trốn phương hướng đánh xuống đi. Hứa Vân Minh thấy thế, trên mặt lộ ra quả nhiên thần sắc, hắn lần nữa trở lại trong sân, nhìn về phía trong sân tất cả mọi người, lạnh giọng nói, việc này ai cũng không thể bại lộ, nếu không, giết không tha. Trong sân, Tiêu Linh Nhi đám người câm như hến, chỗ nào có thể chịu được Hứa Vân Minh uy áp. Hứa Vân Minh không tiếp tục để ý đám người, mà là nhìn về phía chân trời, nắm đấm nắm chặt, hít sâu một cái nói, Lãng Thiên, nhất định phải mang theo hắn sống sót. Tiêu Linh Nhi nguyên bản còn tưởng rằng Hứa Vân Minh bọn họ cố ý lừa chạy nàng chất nhi, nghe được Hứa Vân Minh lời nói, nàng lờ mờ minh bạch cái gì. Mà lúc này, Lãng Thiên mang theo Tiêu Phàm tiểu hài, đã rời đi man hoang cổ thành. Thiên khung phía trên lôi đình theo đuổi không bỏ, tựa như không đem Tiêu Phàm hài tử giết chết, là thề không bỏ qua một dạng. Tiêu lão đệ, ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Lãng Thiên đắng chát cười nói. Lãng Thiên mặc dù đã là thánh đế cảnh, nhưng là mặt đối với đáng sợ như vậy lôi đình, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc để Tiêu Phàm tiểu hài sống sót. Nhưng là hắn tất nhiên đáp ứng Tiêu Phàm, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi bảo hộ hắn. Lãng Thiên không ngừng trốn, mà cái kia lôi đình cũng đang không ngừng truy, vì đề phòng vạn nhất, Lãng Thiên không dám nhìn thẳng lôi đình, sợ làm bị thương Tiêu Phàm hài tử. Việc này... Man hoang cổ thành bên ngoài mấy vạn dặm đỉnh một ngọn núi, đứng đấy ba đạo áo bào đen thân ảnh, mấy người ngắm nhìn man hoang cổ thành phương hướng, không khỏi nhíu mày. Diệt thế lôi đình, trong đó cầm đầu hắc bào nhân hơi kinh ngạc, nói, không nghĩ tới lần này đến thái cổ thần giới, sẽ còn gặp gỡ như vậy có ý tứ sự tình. Đại nhân, cái này diệt thế lôi đình, chẳng lẽ có thiên đố chi nhân giáng sinh? Một cái khác áo bào đen dè dặt nói. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, cái thứ ba hắc bào nhân cũng không nhịn được hiếu kỳ nói. Không cần, bọn họ đã qua đến, cầm đầu hắc bào nhân thản nhiên nói. Nói xong, chân trời một đạo hắc ảnh ôm một đứa con nít nhanh chóng hướng về bên này kích xạ mà đến, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lãng Thiên. Lãng Thiên thân làm thánh đế cảnh cường giả, tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng là vẫn như cũ không nhanh bằng cái kia diệt thế lôi đình. Thân thể sớm đã bị thương không nhẹ, thân hình có chút chật vật. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người để Lãng Thiên chật vật như thế qua, hôm nay vì Tiêu Phàm nhi tử, hắn cũng là liều. Tiểu gia hỏa, tương lai ngươi nếu là không nghe lời, bá bá định đánh cái mông ngươi. Lãng Thiên khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao lôi điện, không khỏi lại trở nên ngưng trọng lên, cái này diệt thế lôi đình còn không tán đi, ứng phó một đứa bé, có cần không? Hồng hộc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ Lãng Thiên trước người xẹt qua, Lãng Thiên con người co rụt lại, căn bản không kịp lui ra phía sau, một đạo lợi mang bay thẳng trong tay hắn hải nhi đi. Ai, Lãng Thiên gầm thét, vội vàng thời khắc, dùng cánh tay của mình chặn lại một kiếm kia, chỉ thấy một cánh tay của hắn bay lên cao cao, máu tươi vẩy ra. Đồng thời, trong ngực hải nhi cũng bay lên, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, bóng đen kia liền ôm hải nhi tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên ngoài mấy dặm. Lãng Thiên hai mắt sung huyết, muốn giết đi lên, lại là nhìn thấy, đối diện vậy mà đứng đấy ba bóng người, hơn nữa vừa mới xuất thủ người đánh lén hắn, còn đứng ở cầm đầu người kia sau lưng, rõ ràng là một người làm. Một người làm liền cường đại như thế, cái kia chủ tử của hắn lại là làm sao đáng sợ đây. Nếu như một người còn tốt, Lãng Thiên căn bản sẽ không e ngại. Nhưng đối diện thế nhưng là có ba người, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lãng Thiên sắc mặt âm trầm hết sức, cố nén lửa giận trong lòng nói, tại hạ bách sát các Lãng Thiên, các hạ là người nào, vì sao cướp ta hải nhi? Thiên địa ung dung, mênh mông nhân gian, cầm đầu hắc bào nhân nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lãng Thiên nghe vậy, sắc mặt tụ biến, con người run rẩy kịch liệt lên, nguyên bản hắn còn chuẩn bị dùng thân phận của mình bức bách đối phương, nhưng bây giờ... Lời đến khóe miệng, tất cả đều bị hắn nén trở về. Thiên đố chi nhân, hắn hẳn không phải là ngươi hài nhi. Cầm đầu hắc bào nhân tiếp tục nói, ngữ khí 10 điểm bình thản, đối với bách sát các căn bản không có bất luận cái gì e ngại, thậm chí hoàn toàn không để ở trong lòng. Lãng Thiên không biết nói gì, hắn biết rõ,
muốn từ mấy người kia trong tay đoạt lại Tiêu Phàm hài tử, đó là không có khả năng. Mấy vị, còn mời thay ta đem vật này cho hắn, tương lai phụ thân hắn định sẽ đi tìm hắn. Lãng Thiên thở sâu, giang tay ra bên trong, một khối tử sắc ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, đầu ngón tay hắn chán phóng một đạo quang mang, ở trên ngọc bội khắc xuống một cái tiêu chữ. Tiện tay quang ra, tử sắc ngọc bội liền rơi vào cái kia ôm đứa bé sơ sinh hắc bảo nhân trong tay. Cáo từ, nhìn thấy hắc bảo nhân đón lấy ngọc bội, Lãng Thiên cũng không ở dừng lại, quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là chạy nhanh, cầm đầu hắc bảo nhân khẽ cười một tiếng. Đại nhân, ngọc bội kia, ôm đứa bé sơ sinh hắc bảo nhân, nhìn xem ngọc bội trong tay nhíu mày. Giữ đi, cũng tính chừa cho hắn cái tưởng niệm, cầm đầu hắc bảo nhân thản nhiên nói. Oanh long, lúc này, cuồn cuộn lôi đình lần nữa rơi xuống, đầy trời lôi hải bao phủ ba người, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều hủy diệt. Hừ, cầm đầu hắc bảo nhân lạnh rên một tiếng, phàm là tới gần hắn lôi đình tất cả đều nổ tung, hóa thành đầy trời lôi xả bắn về phía bốn phương tám hướng, không có một tia chớp có thể tới gần bọn họ. Ngay sau đó, để cho người ta chuyện càng đáng sợ đã xảy ra, chỉ thấy cầm đầu hắc bảo nhân nhẹ nhàng điểm một cái, phía trên vòm trời diệt thế lôi đình bỗng nhiên nổ tung, tựa như pháo hoa đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm Lãng Thiên nhìn thấy xa xa một màn, không khỏi hít một hơi lạnh, run giọng nói, bậc này cường giả, như thế nào xuất hiện ở đây? Thật lâu, Lãng Thiên lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhanh chóng hướng về Bách Sát Các bên trong bay đi. Người đâu? Hứa Vân Minh nhìn thấy Lãng Thiên trở về, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Trong sân, Diệp Thi Vũ, Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi các nàng cũng chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Lãng Thiên tay không trở về, mấy người nước mắt sớm đã tràn mi mà ra. Đệ muội, là Lãng đại ca có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi và Tiêu lão đệ hài tử. Lãng Thiên đi tới Diệp Thi Vũ trước người, thật sâu khom người xuống. Diệp Thi Vũ lau đi khóe mắt nước mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, Lãng đại ca, cái này không thể trách ngươi, là hài tử số mệnh không tốt. Lãng Thiên thực lực nàng rất rõ ràng, nếu như ngay cả Lãng Thiên đều không bảo vệ được nàng hài nhi, bọn họ lại như thế nào bảo hộ được đây? Hài tử không có việc gì. Lãng Thiên thở sâu, vẫn là như thực nói ra. Tiểu hài không chết, vậy sao ngươi tay không trở về? Hứa Vân Minh nhìn không được hỏi. Diệp Thi Vũ mấy người mặc dù thương tâm, nhưng nghe đến tiểu hài không có việc gì, cũng buông lỏng không ít. Hài tử bị người đoạt đi. Lãng Thiên đắng chát cười nói, nghĩ nghĩ, vẫn là đem tiểu hài bị người đoạt đi sự tình cùng Diệp Thi Vũ bọn họ nói một lần, bất quá cũng không để lộ là ai cướp đi tiểu hài. Lấy ngươi thực lực thậm chí ngay cả trốn cũng không thể, thái cổ thần giới còn có cường đại như vậy người. Hứa Vân Minh có chút không tin. Bọn họ không phải thái cổ thần giới người. Lãng Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ, Hứa Vân Minh con ngươi co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Lãng Thiên thở sâu nhìn về phía Diệp Thi Vũ, nói, đệ muội, xin lỗi, lai lịch của bọn hắn ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, đến tương lai Tiêu lão đệ đột phá đại đế cảnh trở về, ta sẽ nói cho hắn biết. Tốt, Diệp Thi Vũ cũng không làm khó Lãng Thiên, chuyện này Lãng Thiên vốn không có lỗi gì, hơn nữa chỉ cần hài tử không có việc gì, đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Đế hỏa tinh thần thế giới, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong tu luyện. Không ngừng luyện hóa hắc hỏa hồ lô tiêu tán một tia kia tia hỏa diễm năng lượng, hoàn toàn quên hết tất cả. Hắn trang nghiêm chưa phát giác, hồ nhỏ bên bờ diệt thần thánh viêm phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, diệt thần thánh viêm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, nó khí tức trên thân đã hư nhược rồi rất nhiều. Nhưng nó lại không dám đạp vào hồ nhỏ, bằng không mà nói, nó đã sớm đạp vào trong hồ nhỏ, diệt Tiêu Phàm. Thậm chí... nó đều không cần mượn nhờ tay người khác rút ra hắc hỏa hồ lô cái nắp. Không được, tiếp tục như vậy, ta không cách nào thôn vệ đến cái kia tinh hỏa, không bao lâu nữa liền sẽ mẫn diệt. Diệt thần thánh viêm càng ngày càng vội vàng lên. Tiêu Phàm không biết là, diệt thần thánh viêm sở dĩ có thể một mực tồn tại, là bởi vì nó nhất định phải thôn vệ hắc hỏa trong hồ lô tiêu tán ra hỏa diễm tinh hoa. Vẻn vẹn mấy tháng chưa từng thôn vệ. Nó lực lượng bây giờ cũng đã rớt xuống không ít, tối đa cũng thì tương đương với đại đế cảnh đỉnh phong. Cứ tiếp như thế,
lực lượng của nó hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng có thể ngay cả đại đế cảnh cũng không bằng. Thế nhưng là, diệt thần thánh viêm cũng là không thể làm gì, một khi bước vào hồ nhỏ, nó chỉ có thể chết càng nhanh, những năm này nó thử rất nhiều lần, đều kém chút bỏ mình. Diệt thần thánh viêm trong lòng hối hận hết sức, để Tiêu Phàm tiến vào nơi này, nhất định chính là dẫn sói vào nhà, sớm biết nên giết hắn. Thời gian chậm rãi sói mòn, một năm thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, đã sắp xỉ thời gian 2 năm, đây là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cho là mình tiến vào nơi này, trong vòng 1 năm liền có thể đột phá đại đế cảnh, nhưng sự thật chứng minh hắn mình nghĩ nhiều lắm. Nếu như là những người khác, trong vòng 1 năm có lẽ lại là có thể đột phá đại đế cảnh, nhưng hắn không được, bởi vì hắn căn bản không có mệnh cách, cho dù luyện hóa 12 nguyên khí số đều sẽ gần hoa 1 năm thời gian. Trong hồ nhỏ, Tiêu Phàm cau mày, cái này 1 năm thời gian, hắn một mực ở lĩnh ngộ thế giới chi lực lượng, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Đến cùng cái gì là thế giới chi lực? Tiêu Phàm một lần lại một lần hỏi mình, trong đầu hồi tưởng lại cùng những cái kia đại đế cảnh chiến đấu một màn. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận oanh long thanh âm, tinh thần của hắn trong nháy mắt chìm vào nội thiên địa, lại là phát hiện, bên trong nội thiên địa hỏa diễm bên trong thiên, bao phủ toàn bộ thế giới. Đây là hỏa diễm thế giới lực lượng. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, linh hồn bản thể thôn phệ hơn 1 năm hỏa diễm tinh hoa, rốt cục hoàn thiện hỏa diễm thế giới lực lượng. Chỉ bất quá, ngọn lửa này thế giới chi lực, căn bản không phải hắn lĩnh ngộ, mà là cắn nuốt, tối đa cũng liền có thể phát huy lực lượng mà thôi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên đem thế giới chi lực cùng pháp tắc chi lực đặt chung một chỗ so sánh, hắn một mực không minh bạch thế giới chi lực vì sao so pháp tắc chi lực càng thêm cường đại. Trầm tư thời khắc, Tiêu Phàm lại là phát hiện, nội thiên địa vậy mà đang lấy tốc độ đáng sợ hướng về 4 phía khuếch tán đi, toàn bộ hư không cũng đang nhanh chóng vặn vẹo. Nội thiên địa bắt đầu lột xác, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, đây là nội thiên địa lột xác thành thế giới khúc nhạc dạo A. Nội thiên địa chỉ là một cái khá lớn không gian mà thôi, nhưng Tiêu Phàm bây giờ lại lờ mờ thấy được từng đầu tinh hà, chỉ là cái kia tinh hà 10 điểm mông lung mà thôi. Mông lung trong tinh hà, có vô số ngôi sao lưu chuyển, dọc theo một loại nào đó đặc định quỷ kế, không thể nắm lấy. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm tựa như bắt được cái gì, lẩm bẩm, vô luận là thế giới chi lực cũng tốt, vẫn là pháp tắc chi lực cũng được, cũng là một loại đặc định quy tắc vận hành. Thế giới chi lực sở dĩ có thể bao trùm pháp tắc chi lực phía trên, là bởi vì nó quy tắc vận hành so pháp tắc quy tắc vận hành càng rườm rà, phức tạp hơn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm hiểu rõ một vài thứ, trên người lưu chuyển lên 4 loại pháp tắc chi lực, tạo thành 4 loại pháp tắc lĩnh vực. Đây là hắn lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc chi lực, mặc dù đều đạt đến lĩnh vực cấp độ, nhưng vẫn như cũ có chút mơ hồ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái kia 4 loại pháp tắc chi lực, lại là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Pháp tắc hóa hư làm thực, tức là thế giới. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, vô tấn chiến điển vận chuyển mà lên, khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Đồng thời, cái kia 4 loại pháp tắc chi lực cũng bắt đầu phát sinh kỳ lạ biến hóa, sinh tử pháp tắc lĩnh vực biến thành một mảnh thế giới màu đen, sát lục pháp tắc lĩnh vực là biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Phong chi pháp tắc lĩnh vực chậm rãi biến thành một mảnh cuồng bạo phong chi thế giới, về phần thời không pháp tắc lĩnh vực, là biến thành vô số ngôi sao thế giới, tựa như vô số không gian nặng chồng lên nhau, quả nhiên là cực kỳ kỳ lạ. 4 cái thế giới, không liên quan tới nhau, vần quanh ở Tiêu Phàm quanh thân, xa xa nhìn tới, giống như 4 khỏa tinh thần thế giới. Giờ phút này, Tiêu Phàm nội thiên địa càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 4 loại thế giới chi lực tựa như trống rỗng xuất hiện, tràn vào bên trong nội thiên địa, lúc đầu nội thiên địa không ngừng vặn vẹo. Tiêu Phàm có thể cảm ứng rõ ràng đến, nội thiên địa vậy mà hóa thành một ngôi sao, mà 4 phía lại là một mảnh đen kịt, lờ mờ có một ít tinh thần ở trong đó lấp lóe. Bất quá, Tiêu Phàm tạm thời chỉ có thể khống chế bản thân nội thiên địa biến thành tinh thần thế giới, mặt khác những ngôi sao kia, lại tựa như chờ đợi hắn đi khai phát một dạng. Ta đây xem như đột phá đại đế cảnh sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn không có mệnh cách, mặc dù nhục thân đã đột phá đại đế cảnh, linh hồn càng là bước vào đại đế cảnh trung kỳ,
nhưng hắn vẫn như cũ không biết mình có tính hay không chân chính đại đế cảnh. Ken két đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một trận xương cốt vỡ tan thanh âm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể nặng như vạn tấn, bị một cỗ sức mạnh huyền diệu áp chế. Hắn hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra, muốn phản kháng, có thể thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. Danh con, ngươi lại còn muốn đột phá đại đế cảnh, bốn loại thế giới chi lực thuế biến thế giới, ngươi mệnh thạch chịu được sao? Lúc này, tùy tiện giễu cợt ngữ ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Mệnh thạch, Tiêu Phàm sầm mặt lại, đại khái hiểu có ý tứ gì. Đột phá đại đế cảnh, nhất định phải để mệnh thạch đến gánh chịu thế giới, cũng chỉ có cứng rắn mệnh thạch mới có thể gánh chịu thế giới lực lượng. Nhưng hắn Tiêu Phàm, căn bản cũng không có mệnh thạch, lại như thế nào gánh chịu thế giới đây? Quả nhiên, không có mệnh cách, cỗ lực lượng này liền tác dụng ở ta nhục thân bên trên sao? Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Loại kia kinh khủng lực lượng tác dụng ở trên thân thể của hắn, tựa như muốn nghiền nát xương cốt của hắn đồng dạng, xác thực không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại nở nụ cười. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình suy đoán là chính xác, thiên đố chi nhân không có mệnh cách đến gánh chịu thế giới lực lượng, cũng chỉ có thể dùng nhục thân đến gánh chịu. Nhục thể của hắn thế nhưng là dung hợp 12 nguyên khí số, so với người bình thường dung luyện một nguyên khí số mệnh thạch đều vô cùng cường hãn. Mặc dù thế giới của hắn cũng xa so với bình thường đại đế cảnh thế giới hiếu thắng, nhưng Tiêu Phàm đối với mình vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Đã đột phá đến đại đế cảnh, ta nhất định sẽ thành công. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, con ngươi kiên nghị hết sức. Ầm ầm, hư không run rẩy, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhấc lên một trận đáng sợ phong bạo, trong hồ nhỏ nham tương cuốn lên cao mấy chục trượng nham tương sóng nước, hỏa khí bức người. Diệt thần thánh viêm nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám đứng tại chỗ dừng lại, nó bây giờ chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi, sợ tai bay vạ gió. Tiêu Phàm đứng ở trên tảng đá, hai chân run rẩy kịch liệt lấy, xương sống cũng chậm chậm cong xuống dưới, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Nhìn thấy một màn này, Diệt thần thánh viêm lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc phải chết. Dung hợp 12 nguyên khí số mới có thể cô đọng mệnh lệnh đã ban ra thạch, xem ra mạng của ngươi cũng chỉ đến như thế, muốn gánh chịu một cái thế giới, nhất định chính là chê cười. Ở Diệt thần thánh viêm xem ra, Tiêu Phàm hao tốn 12 nguyên khí số mới đem thần cách thành công cô đọng mệnh lệnh đã ban ra thạch, hắn thần cách khẳng định 10 điểm yếu ớt. Mà muốn thành công đột phá đại đế cảnh, muốn vượt qua ải thứ nhất chính là mệnh thạch gánh chịu thế giới. Phàm là có thể lãnh ngộ thế giới chi lực, cũng để thần cách lột xác thành mệnh thạch người, gần như có 8 thành người sẽ chết ở nơi này một cửa, đây cũng là đại đế cảnh 10 điểm thưa thất nguyên nhân. Hơn nữa, một khi bước vào cửa này, cơ bản không có đường lui có thể nói, chỉ có thành công cùng thất bại hai loại khả năng. Thất bại, không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ bị ép thành thịt nát. Mà thành công, cũng chưa chắc có thể trở thành chân chính đại đế cảnh, bởi vì còn cần vượt qua đại đế cướp. Chỉ có thành công vượt qua đại đế kiếp, mới thật sự là đại đế cường giả. So với đại đế kiếp, gánh chịu thế giới cửa này lại là càng thêm gian nan. Từ Tiêu Phàm dáng vẻ liền có thể nhìn ra, nhục thể của hắn, thế nhưng là không kém gì đỉnh cấp đỉnh giai pháp bảo, nhưng hắn vẫn như cũ bị ép loan liễu yêu, thể nội truyền ra một trận cây trúc bạo liệt thanh âm. Chủ nhân, nhất định phải kiên trì lên, vô tận chi hỏa ở cho Tiêu Phàm động viên. Tiêu Phàm cắn chặt răng, hai mắt đỏ như máu, gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn nứt mở, sắc mặt cũng đỏ bừng lên. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy bị một phiến thiên địa áp bách, thân thể đều đang mãnh liệt run rẩy, lung la lung lay. Phiến thiên địa này cũng không phải thông thường thế giới, đạt tới Tiêu Phàm dạng này cảnh giới. Giống như chiến hồn đại lục dạng này tiểu thế giới, hắn một quyền liền có thể oanh bạo, há lại sẽ cho hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Đương nhiên, Tiêu Phàm không biết mặt khác đại đế cảnh thế giới là dạng gì, nhưng hắn tu luyện thế giới, lại là một cái chân chính vũ trụ, mà không phải một ngôi sao. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm cần gánh chịu lực lượng, cũng dị thường đáng sợ. Răng rác, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm cước cốt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ thân thể mềm nhũn, kém chút quỳ một chân xuống đất. Ta tự mình tu luyện thế giới mà thôi,
lại có thể để cho ta quỳ xuống. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hắn điều động toàn thân thần lực, dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng dậy. Đã tới mức độ này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đừng nói chỉ là một cái vừa mới thành hình thế giới, cho dù là một cái vũ trụ lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm lại có thể quỳ xuống. Từ từ, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, hắn vận chuyển sinh tử thế giới lực lượng, khôi phục nhanh chóng thân thể, nổ lên xương cốt rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, thẳng tắp như tùng, chưa từng uốn lượn một phân một hào, đây cũng là Tiêu Phàm ngông nghênh. Trong thiên hạ, trừ bỏ phụ mẫu cùng sư tôn, ai cũng không đáng hắn quỳ, trời cũng không được. Nơi xa, Diệt Thần Thánh Viêm nhìn thấy một màn này, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, mệnh của hắn làm sao có thể cứng như vậy, hắn không phải luyện hóa 12 nguyên khí số mới thành công sao. Trừ phi, hắn là thiên đấu chi nhân, Diệt Thần Thánh Viêm kêu lên sợ hãi, tựa như gặp quỷ một dạng. Nó vốn là Diệt Thần Thánh Viêm tàn diễm đản sinh mới linh trí, biết rõ không ít bí mật, trong nháy mắt liên tưởng đến thiên đấu chi nhân, ngữ khí cũng biến thành hoảng sợ. Không có khả năng, viễn cổ sau đó mới không thiên đấu chi nhân, hắn tại sao có thể là? Diệt Thần Thánh Viêm biến thành nhân loại hư ảnh không ngừng lung lay đầu. Hiển nhiên, nội tâm của hắn hoàn toàn không tin Tiêu Phàm là thiên đấu chi nhân, có thể sự thật lại nói cho hắn, chỉ có thiên đấu chi nhân mới có thể dung luyện nhiều như vậy khí số. Cũng chỉ có thiên đấu chi nhân mới có được vừa dày vừa nặng mệnh. Thật lâu, Tiêu Phàm thân thể rốt cục đứng thẳng, giống như một tòa cao không thể chạm ma nhạc, mặc cho thể nội thế giới nghiền ép, hắn đều chưa từng uốn lượn mảy may. Thiên đấu chi nhân, có thể gánh chịu thiên địa, đây là sự thực. Diệt Thần Thánh Viêm thở sâu, đau thương cười một tiếng, trực tiếp chán trường ngồi trên mặt đất. Nó biết rõ, Tiêu Phàm đột phá đến đại đế cảnh, nó bây giờ là giết không chết Tiêu Phàm. Mà một khi Tiêu Phàm phát hiện bí mật của nó, đến lúc đó chết cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là nó. Trong lúc nhất thời, Diệt Thần Thánh Viêm trong lòng loạn như ma, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Mà lúc này, Tiêu Phàm khí tức trên thân đã bình ổn lại, thể nội nội thiên địa đã chuyển hóa thành thế giới chân chính, cỗ kia áp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Ở không có bất kỳ người nào chỉ điểm, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi tình huống phía dưới, bản thân vậy mà thực đột phá đến đại đế cảnh, cái này khiến hắn làm sao không kích động đây. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân, Tiêu Phàm cảm giác thực lực của mình đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, cùng thần vương cảnh đỉnh phong so sánh, tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, hắn liền có thể tiện tay xé đế giai pháp bảo, oanh sát bình thường đại đế trung kỳ. Nếu là điều động thế giới chi lực, dù là đại đế hậu kỳ cũng có thể tùy tiện chém giết, về phần đại đế đỉnh phong, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không có yên lòng. Bất quá Tiêu Phàm không còn khí thỏa, dù sao, hắn bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đại đế cảnh mà thôi, có thể cùng đại đế cảnh hậu kỳ chiến đấu, đã coi như là đầy đủ nghịch thiên. Hy vọng cung ra ba cái kia thần vương cảnh còn đang. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, trước đó hắn không phải cung ra ba cái kia đại đế cảnh đỉnh phong đối thủ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm tự tin, nếu như gặp lại ba người kia, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Chỉ là Tiêu Phàm lo lắng chính là, bây giờ mặc dù đột phá đến đại đế cảnh tiền kỳ, lại hoa 12 nguyên khí số. Nếu là muốn đột phá đại đế cảnh trung kỳ, yêu cầu khí số đoán chừng là một con số kinh khủng, đột phá đại đế cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, vậy liền càng không cần phải nói. Tu luyện vốn là nghịch thiên tranh thiên mệnh, cùng người không chịu thua kém số, chờ hoàn thành lãng đại ca nhắc nhở, ta liền có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, khí số hẳn không phải là bao nhiêu vấn đề. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía dưới chân hắc hỏa hồ lô. Nhắc tới cũng kỳ. Hắn đột phá đại đế cảnh sinh ra động tĩnh lớn như vậy cùng năng lượng phong bạo, có thể cái này hắc hỏa hồ lô một mực nằm ở cái này không nhúc nhích, cũng thật bất khả tư nghị. Cái này hắc hỏa hồ lô mặc dù hư hại, nhưng uy lực khẳng định vẫn như cũ bất phàm, nếu như cứ như vậy bỏ ở nơi này, lão thiên đều sẽ không bỏ qua cho ta. Tiêu Phàm tự nhủ, ánh mắt sáng quắc.
nếu là có thể lấy được Hắc Hỏa Hồ Lô, về sau không cần e ngại hỏa tộc không nói, nếu là gặp gỡ không giải quyết được cao thủ, có thể dùng Hắc Hỏa trong Hồ Lô hỏa diễm làm âm thầm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đưa tay hướng về Hắc Hỏa Hồ Lô chộp tới. Tiêu Phàm động tác rất chậm, một năm trước đó thử qua một lần, còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không bị thiêu hủy liền không chỉ là một cánh tay của hắn. Dù là hiện tại, hắn đột phá đến đại đế cảnh, có thể mặt đối với cái này Hắc Hỏa Hồ Lô, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Hồng hộc, quả nhiên, làm Tiêu Phàm tay vừa mới tới gần Hắc Hỏa Hồ Lô thời khắc, lại một xuyên ngọn lửa màu đỏ ngòm xuyên đi ra, Tiêu Phàm ngón tay tiêm nhiễm đến, trong chớp mắt hóa thành kiếp cho. Tiêu Phàm dọa đến lui ra phía sau mấy bước, trên mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ vẫn chưa được sao? Nếu là không cách nào khống chế Hắc Hỏa Hồ Lô, cái kia mình muốn rời đi nơi đây, đoán chừng rất phiền phức. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dư quang quét về phía Diệt Thần Thánh Viêm vị trí, nhưng hắn kinh ngạc là, Diệt Thần Thánh Viêm giờ phút này trôi nổi không biết, khí tức trên thân cũng biến thành hết sức yếu ớt. Nghĩ gạt ta đi qua, ta có ngu sao như vậy? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường nói. Hắn làm sao biết, Diệt Thần Thánh Viêm giờ phút này căn bản không phải giả vờ, nó hơn một năm chưa từng luyện hóa Hắc Hỏa trong Hồ Lô hỏa diễm năng lượng, tu vi một mực ở không ngừng rơi xuống. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, đã đầy đủ ứng phó nó. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, lần trước gặp gỡ Diệt Thần Thánh Viêm, cái kia khí thế bàng bạc, thế nhưng là ép tới hắn căn bản không thở nổi. Cùng đi dò xét Diệt Thần Thánh Viêm, Tiêu Phàm còn không bằng tự nghĩ biện pháp giải quyết Hắc Hỏa Hồ Lô, chỉ cần Hắc Hỏa Hồ Lô tới tay, mình còn có tất yếu sợ Diệt Thần Thánh Viêm sao? Chỉ là, muốn tới gần Hắc Hỏa Hồ Lô cũng rất khó, lại càng không cần phải nói luyện hóa nó. Tiêu Phàm, muốn hay không hảo hảo cùng nó nói một chút, Hắc Hỏa Hồ Lô hẳn là có khí linh. Chí Tôn Phần Thiên Viêm cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, mình ở Hắc Hỏa Hồ Lô trước mặt, liền tựa như con kiến cùng voi, ai từng thấy voi sẽ cùng con kiến thần phục. Huống hồ, nhìn Hắc Hỏa Hồ Lô cái này tư thế, liền đụng đều không cho đụng, càng thêm không có khả năng để nó cầm đi. Chủ nhân, nếu không dùng đạo hỏa hồng lô thử một lần. Vô tận chi hỏa cho Tiêu Phàm ra một chủ ý. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, vẫn là hủy bỏ biện pháp này, đạo hỏa hồng lô cùng Hắc Hỏa Hồ Lô mặc dù đều có thể thôn vệ hỏa diễm, nhưng một cái là ôn dưỡng, một cái là chân chính thôn phệ, hoàn toàn là không giống nhau. Hơn nữa, đạo hỏa hồng lô cũng không khả năng chữa trị Hắc Hỏa Hồ Lô vết rách, lại làm sao có thể để nó thần phục đây. Chữa trị, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhìn cách đó không xa Hắc Hỏa Hồ Lô, híp hai mắt cười nói, Hắc Hỏa Hồ Lô, người có muốn hay không chữa trị trên người vết rách. Tiêu Phàm cưỡng ép để Hắc Hỏa Hồ Lô thần phục khả năng rất nhỏ, nhưng có thể hướng dẫn từng bước a. Huống chi, hắn cũng không phải là lừa gạt Hắc Hỏa Hồ Lô, muốn nói chữa trị năng lực, bạch sắc thạch đầu thế nhưng là có loại năng lực này. Đã từng Tiêu Phàm thế nhưng là mượn nhờ đá màu trắng năng lượng, chữa trị không ít pháp bảo đây. Bây giờ bạch sắc thạch đầu trở nên cũng càng thêm thần bí cùng cường đại, nghĩ đến nhường hắn chữa trị Hắc Hỏa Hồ Lô phía trên vết rách, hẳn là cũng không phải việc khó. Nhưng mà, để Tiêu Phàm thất vọng là, Hắc Hỏa Hồ Lô căn bản cũng không có phản ứng nó. Lão huynh, không cần thiết như vậy ngạo a, tốt xấu ngươi đã từng cũng là cùng qua ta Tu La tộc đời trước tộc trưởng, ta cũng xem như thế hệ này Tu La tộc trưởng a. Ngươi phải tin tưởng ta, ta thực sự có thực lực chữa trị ngươi vết rạn, nhường ngươi trở lại đỉnh phong. Được, coi như ta thỏa hiệp, miễn là ngươi thay ta đem cái kia Diệt Thần Thánh Viêm tàn diễm giải quyết, ta liền lập tức rời đi, làm sao? Tiêu Phàm không sợ người khác làm phiền nói, chỉ hy vọng Hắc Hỏa Hồ Lô có thể có một chút phản ứng, có thể nhất định để nó thất vọng rồi. Chẳng lẽ nó khí linh không thấy? Tiêu Phàm nhíu mày, xòe bàn tay ra, một mai hạt châu màu xám rơi trong tay hắn, chính là Thời Không Thiên Châu. Đây là ngươi bức ta, tất nhiên ngươi không giúp ta ly khai, vậy ta trực tiếp đem các ngươi đưa tiễn. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, cuồn cuộn thần lực tràn vào Thời Không Thiên Châu. Mặc dù Thời Không Thiên Châu vẫn như cũ chỉ là luyện hóa hai thành, nhưng bây giờ hắn nhưng là đột phá đại đế cảnh, thúc dục uy lực, khẳng định đạt đến một mức độ đáng sợ. Mặc dù không diệt được Diệt Thần Thánh Viêm, nhưng xé mở không gian vẫn là có thể làm được.
Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng không muốn sử dụng thời không thiên châu lực lượng, dù sao, hắc hỏa hồ lô cũng coi là một bảo bối tốt, nếu như ném vào hư vô loạn lưu bên trong, vậy cũng thật là đáng tiếc. Chỉ là hắn ở chỗ này lâu như vậy, hắn đã không muốn lãng phí thời gian. Ong ong thời không thiên châu phía trên trán phóng từng đạo năng lượng màu xám chấn động, lấy hắn làm trung tâm trực tiếp quét ngang mà ra, bất quá lại bị một đạo kết giới ngăn cản tại hồ nhỏ chung quanh. Tiêu Phàm thấy thế, cười lạnh một tiếng, một đạo nho nhỏ kết giới mà thôi, cũng muốn ngăn ta. Dứt lời, càng thêm bàng bạc thần lực tràn vào thời không thiên châu. Ken két, mấy tiếng giòn vang, lại là hắc hỏa hồ lô phía trên, lại xuất hiện mấy đạo khe hở, so trước đó nhìn qua càng nghiêm trọng hơn không ít, tựa như tùy thời có thể vỡ nát ra. Cũng chỉ đến như thế, Tiêu Phàm thấy thế, đã hoàn toàn từ bỏ lấy được hắc hỏa hồ lô tâm tư. Liền thời không thiên châu hai thành uy lực cũng đỡ không nổi, giữ lại còn có cái gì sử dụng đây? Dừng tay, đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, lại là hắc hỏa hồ lô chấn động một cái, một sợi hắc khí xông ra, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen. Ngươi để cho ta dừng tay liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hiển nhiên, bóng đen này là hắc hỏa hồ lô khí linh. Hắn cũng không phải cỡ nào nghĩ ra được hắc hỏa hồ lô, cho nên cũng không có cái gì kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của hắn đã vừa mới bị mài không sai biệt lắm. Thời không thiên châu tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Bóng đen không để ý Tiêu Phàm lời nói, hỏi ngược lại. Không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Tiêu Phàm không thèm để ý bóng đen, tiếp tục thôi động hắc hỏa hồ lô. Ngươi có tin hay không, cho dù ta chết đi, cũng có thể lôi kéo ngươi đệm lưng. Bóng đen lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, cực kỳ cường thế nói. Ta không tin, Tiêu Phàm khinh thường, hắn cũng không phải dọa lớn, có thời không thiên châu nơi tay, hắn thật đúng là không sợ cái này phá toái hắc hỏa hồ lô. Hắn không thể không thừa nhận, hắc hỏa hồ lô rất mạnh, có thể nó căn bản không có đả thương người năng lực. Như vậy cũng tốt so một chuôi sắc bén bảo đao, nếu như không có người lấy sử dụng, chẳng lẽ nó còn có thể giết người hay sao? Pháp bảo mặc dù xa không phải bình thường binh khí có thể so sánh, thậm chí có khí linh, nhưng không có người thôi động, cũng tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Ngươi, bóng đen khó thở, lại không thể làm gì, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Ngươi cái gì ngươi, tiểu gia là dọa lớn, ngươi hù dọa ai đây? Tiêu Phàm hai mắt quét ngang, tiếp tục thôi động thời không thiên châu. Tựa như thật muốn hủy hắc hỏa hồ lô. Ngươi muốn như thế nào? Bóng đen rốt cục thỏa hiệp, nó lúc này mới nhớ lại, tiểu tử này thế nhưng là một đời mới tu la tử. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện, vừa mới nhường ngươi thay ta xử lý sạch cái kia diệt thần thánh viêm, để cho ta rời đi, ngươi không đáp ứng, hiện tại lại hỏi ta nghĩ làm sao? Tiêu Phàm nổi giận mắng, một điểm mặt mũi cũng không cho. Có thời không thiên châu nơi tay. Hắn hiện tại cũng không sợ hãi. Bây giờ muốn ta dừng tay, có thể, lập linh hồn thệ ước, thần phục với ta liền được. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới hôm nay thôi động thời không thiên châu lực lượng, vậy mà đã đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ, liền hắc hỏa hồ lô đều có thể chấn vỡ. Đây vẫn chỉ là luyện hóa hai thành mà thôi, nếu là luyện hóa ba thành, thậm chí bốn thành, lại sẽ làm sao cường đại đây? Thời không thiên châu uy lực. Thật là không có cái gì hai lời, cho dù đại đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng không chịu nổi nó đánh giết lực lượng. Nhưng nó thế yếu cũng hết sức rõ ràng. Thứ nhất là thôi động thời không thiên châu, cơ hồ muốn dành thời gian tất cả thần lực, dù là hiện tại Tiêu Phàm đột phá đến đại đế cảnh, hắn cũng đồng dạng cảm giác thần lực của mình không đủ dùng. Hiện tại hắn vẻn vẹn thúc bỗng nhúc nhích thời không thiên châu, thể nội thần lực liền biến mất hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mà một khi giết không chết đối phương, vậy chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong. Thứ hai, thôi động thời không thiên châu cần tiêu phí một hai hơi thời gian, trong thời gian này, nếu như địch nhân phát hiện khí tức nguy hiểm, lấy đại đế cảnh hậu kỳ cùng đại đế cảnh đỉnh phong thực lực, muốn trốn qua một kiếp cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Cho nên Tiêu Phàm không đến vạn bất đắc dĩ, là không thể nào sử dụng thời không thiên châu. Không có khả năng, hắc hỏa hồ lô khí linh không. Đế hỏa tinh thần thế giới thượng không, một chiếc thần chu cực tốc đáp xuống, thần chu phía trên, đứng đấy mấy bóng người,
cầm đầu là một cái bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, hai tay vác lập, lạnh lùng hướng về phía dưới đế hỏa tinh thần. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ có thể nhận ra bạch bào nam tử. Bắc thần công tử, phía trước chính là đế hỏa thế giới, chúng ta có thể rời đi à? Sau lưng, một cái hắc bào lão giả mặt lộ vẻ nịnh nọt. Cung gia người đều như vậy sợ chết sao? Bạch bào nam tử hơi hơi quay đầu, nhàn nhạt quét hắc bào lão giả một cái. Ở hắc bào nam tử bên người, còn có một cái không có nửa người dưới lão giả, cùng một cái thiếu một cánh tay lão giả. Ba người này, hiển nhiên chính là hai năm trước vây công Tiêu Phàm cung gia đại đế cường giả. Mấy người nguyên bản chỉ tính toán chờ Tiêu Phàm nửa năm thời gian, có thể nghĩ đến Tiêu Phàm trên người thứ nào dị bảo, ba người lại chờ lâu Tiêu Phàm gần một năm thời gian. Nửa năm trước, mấy người không cam lòng rời đi đế hỏa tinh thần thế giới, chuẩn bị hướng cung sở báo cáo bọn họ tình hình chiến đấu. Nhưng mà, ba người không nghĩ tới nửa đường vậy mà lại gặp gỡ bạch bào nam tử. Nguyên bản bạch bào nam tử là chuẩn bị diệt ba người, có thể ba người trong lúc vô tình nghe được bạch bào nam tử là chuẩn bị tiến về đế hỏa tinh thần, ba người liền chủ động đưa ra cho đối phương. Bạch bào nam tử đám người đối diện, tự nhiên là mới vừa từ diệt thần hỏa vực đi ra Tiêu Phàm, hắn đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem đối diện mấy người. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bạch bào nam tử trên người thời khắc, không khỏi hí ngược cười một tiếng. Bắc thần công tử, chính là hắn chính là chúng ta người truy sát. Cung gia hắc bào lão giả lập tức kêu to lên. Hai người khác sắc mặt lấp lóe lấy vẻ cừu hận, thân hình lóe lên, lập tức đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Ba người trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm trốn vào diệt thần hỏa vực a, làm sao hiện tại lại từ diệt thần hỏa vực bên trong sống sót đi ra. Phải biết, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể tiến vào diệt thần hỏa vực, có thể còn sống đi ra. Chủ yếu hơn chính là, Tiêu Phàm vẫn chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ. Nếu như không phải mấy người tận mắt thấy Tiêu Phàm đứng ở trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm còn sống. Cung gia ba người hồn nhiên không biết, bọn họ trong miệng Bắc thần công tử cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, đôi mắt tràn đầy kiêng dè, tựa như tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn một dạng. Bắc thần tinh hồn, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không nhìn cung gia ba người cùng bạch bào nam tử cấp dưới, ngược lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem bạch bào nam tử. Không sai, bạch bào nam tử chính là ban đầu ở chiến hồn đại lục bị hắn giết lui Bắc thần tinh hồn. Giờ phút này, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bắc thần tinh hồn sắc mặt trở nên dữ tợn, lần trước bị Tiêu Phàm đánh bại, đối với hắn mà nói, là vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt sỉ nhục. Đường đường Bắc thiếu chủ nhà họ Thần, đại đế cảnh tu vi, bị một cái thần vương cảnh giết đào tẩu, nói ra, cũng không phải bình thường chuyện mất mặt. Giết hắn cho ta, Bắc thần tinh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, một lần này, hắn tuyệt đối không còn cho Tiêu Phàm cơ hội. Lần trước Tiêu Phàm giết hắn 100 thần vương cảnh cấp dưới không nói, còn nhường hắn đã mất đi phong thiên thạch bi, thù này cái này hận. Bắc thần tinh hồn một mực ghi tạc trong xương cốt. Bại tướng dưới tay, lại mang một đám người đi tìm cái chết sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu như hắn vẫn là lấy trước kia cái thần vương cảnh bản thân, có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ, dù sao có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, trên cơ bản cũng là đại đế cảnh tu vi. Nhưng hiện tại, hắn đã đột phá đến đại đế cảnh, chỉ là chưa từng độ đại đế kiếp mà thôi. Nhưng lực lượng của hắn, lại là thực sự đại đế cảnh. Hơn nữa, cho dù đại đế cảnh đỉnh phong, nếu là át chủ bài ra hết mà nói, hắn cũng có lực đánh một trận. Bại tướng dưới tay, đám người vẻ mặt kinh ngạc, nhất là cung gia ba tôn đại đế, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm cùng Bắc thần tinh hồn. Bắc thần tinh hồn là người phương nào, đây chính là Bắc thiếu chủ nhà họ Thần một trong A, cùng giai bên trong, có thể đánh bại hắn, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trước mắt Tiêu Phàm, vậy mà đã từng đánh bại qua hắn, cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ. Đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Bắc thần tinh hồn nhìn thấy Tiêu Phàm vì sao khiếp sợ như vậy. Giết, Bắc thần tinh hồn gầm thét, hắn hận không thể nhổ Tiêu Phàm ra, rút gân hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy tứ tôn đại đế cảnh đánh tới,
thần sắc 10 điểm bình tĩnh, thản nhiên nói, vừa vặn, xác minh một lần ta thực lực bây giờ đến cùng làm sao. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm khí thế trên người bỗng nhiên phát sinh biến hóa, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Đồng thời, ở hắn quanh thân, ẩn ẩn hiện lên 4 loại thế giới chi lực, trong chớp mắt, Tiêu Phàm khí thế nhảy lên tới một cái cực điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, dù là Bắc Thần tinh hồn nhìn cũng là một trận kinh hồn táng đảm. Phốc, làm Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, trong tay Tu La đã xuyên thủng một cái đại đế cảnh hậu kỳ mi tâm, giọt giọt máu tươi rơi xuống, hết sức huyết tinh. Quá yếu, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, bây giờ hắn còn không có thi triển Tu La đệ tam biến, vẻn vẹn thi triển 4 loại thế giới chi lực mà thôi, liền có thể tùy tiện chém giết đại đế cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, cũng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là thi triển Tu La đệ tam biến, hắn đều tự tin có thể cùng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong một trận chiến. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, cái này bị hắn chém giết đại đế cảnh, đoán chừng cũng không thể coi là cường giả chân chính, nếu là đại đế cảnh bên trong nhân vật thiên tài, đó cũng không phải là tốt như vậy chém giết. Liền tựa như Bắc Thần tinh hồn, dù là Bắc Thần tinh hồn chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cũng không có đầy đủ tự tin có thể giết chết hắn. Có thể giết chết Bắc Thần tinh hồn thuộc hạ, Tiêu Phàm cũng không cao hứng, đó căn bản cũng không đáng cho hắn cao hứng. Rút ra Tu La kiếm, Tiêu Phàm trong tay nhiều hơn một mai mệnh thạch, về phần cái kia đại đế cảnh hậu kỳ thi thể, trực tiếp bị Tiêu Phàm cho ép thành bột mịn. Lại đến, Tiêu Phàm liếm môi một cái, ta ta cười nói. Ánh mắt kia, nhìn cung ra ba tôn đại đế cường giả tê cả da đầu. 2 năm trước đó, Tiêu Phàm còn chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong thời điểm, liền diệt bọn hắn 12 vị đại đế, nhưng đó cũng chỉ là mượn nhờ thời không dị bảo mà thôi. Nhưng là bây giờ, bằng vào hắn thực lực bản thân, vậy mà đã có thể chém giết đại đế cảnh hậu kỳ, cái này cũng có chút đáng sợ. Đợi một thời gian, Tiêu Phàm nếu là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, thậm chí thánh đế cảnh, vậy hắn cung ra, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng biết tại sao, ba người mặt đối với Tiêu Phàm, đã hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí, Tiêu Phàm thực lực, thật là đáng sợ. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ chiến đấu, có thể Tiêu Phàm lại không chuẩn bị buông tha bọn họ. Hắn bị ba người đẩy vào diệt thần hỏa vực, nếu như không phải đầu hắn chuyển nhanh, nếu như không phải hắn có thời không thiên châu, đoán chừng hắn đã sớm chết phỉnh lên. Hiện tại có thể báo thù, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không qua đêm, càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng, Tiêu Phàm tốc độ, đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thời không chi lực bao trùm phạm vi bên trong, ý niệm đi tới, trong nháy mắt tức đến, nghiễm nếu thuấn di. Cung gia ba tôn đại đế cảnh cường giả dĩ nhiên tốc độ không yếu, nhưng cùng Tiêu Phàm so tốc độ, hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ, như thế nào Tiêu Phàm đối thủ. Không hắc bào lão giả gầm thét, trong con người tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Vẻn vẹn 10 thời gian mấy hơi thở, cung gia ba tôn đại đế cảnh hậu kỳ cường giả, tất cả đều vẫn lạc, trở thành Tiêu Phàm vong hồn dưới kiếm. Một màn này, nhìn Bắc Thần tinh hồn tê cả da đầu. Mặc dù hắn cũng có diệt sát đại đế cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng hắn làm không được Tiêu Phàm như thế hời hợt. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần tinh hồn cấp dưới, cũng không dám tới gần Tiêu Phàm, bọn họ đã bị Tiêu Phàm sợ vỡ mật. Tiêu Phàm thực lực thực sự quá biến thái, để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hiện tại, đến các ngươi, Tiêu Phàm dẫn theo nhỏ máu Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Bắc Thần tinh hồn đi đến, căn bản không có như vậy bỏ qua ý nghĩa. Bắc Thần tinh hồn mí mắt cuồng loạn, thân thể không tự chủ lùi lại 2 bước. Giết hắn cho ta, đột nhiên, Bắc Thần tinh hồn lấy lại tinh thần, vì chính mình vừa rồi sợ cử động có chút ảo não. Bản thân đường đường Bắc thiếu chủ nhà họ Thần, vậy mà sợ một cái không danh tiếng tiểu tử. Ta cũng muốn giết các ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Nhưng mà nghe vào Bắc Thần tinh hồn lỗ tai của bọn hắn, lại là cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, thân thể liền tựa như tia chớp chui ra, bay thẳng Bắc Thần tinh hồn đi. Hắn có thể không để ý tới Bắc Thần tinh hồn thân phận, muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý người. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ lý do gì buông tha hắn.
hồng hộc, Tu La kiếm chán phóng tia sáng yêu dị, sáng chói kiếm hoa xé toang hư vô, giống như một điểm sáng trong bóng đêm nở rộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bắc thần tinh hồn sắc mặt đại biến, vội vàng thời khắc, lấy ra một cái màu đen dù nhỏ, cuồn cuộn thân ảnh màu đen dâng lên, hóa thành từng đạo ma ảnh nhào về phía Tiêu Phàm. Xem ra ngươi còn một điểm trí nhớ cũng không lớn nổi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Lần trước hắn còn chỉ là thần vương cảnh liền hủy hắn vạn hồn tà ma dù, bây giờ đột phá đại đế cảnh, há lại sẽ sợ hắn cái này tà ác pháp bảo. Cho dù hắn đã sửa xong, nhưng Tiêu Phàm thực lực, có thể sớm đã không là thần vương cảnh. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân hiện lên từng đạo hắc sắc ma khí, sinh ra nguyên một đám vòng xoáy màu đen, Phàm là đánh tới ma ảnh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều bị vòng xoáy nuốt vào. Đồng. Tiêu Phàm đi xuyên qua vô ngần trong hư vô, dòng dã hơn 3 tháng, cũng không thấy bất luận cái gì tinh thần thế giới, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Cái này sẽ không đi nhầm a? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn không thể không thừa nhận, nhân tộc cổ lộ không phải bình thường cuồn cuộn, hai cái thế giới ở giữa khoảng cách cũng không phải bình thường xa xôi. Cứ tiếp như thế, chờ hoàn thành lãng thiên sự tình. Rời đi nơi đây, đoán chừng đã là mấy năm sau. Mặt khác hắn ngược lại không làm sao lo lắng, hắn chỉ lo lắng mang thai thê tử, 2 năm qua đi, nghĩ đến Hải Nhi cũng đã ra đời hơn 1 năm. Bất quá nghĩ đến có lãng thiên bọn họ thủ hộ, Diệp Thi Vũ khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng lại yên tâm không ít. 3 tháng thời gian này, Tiêu Phàm trừ bỏ đi đường bên ngoài, chính là lĩnh ngộ thần văn chi đạo. Về phần thế giới chi lực, lại cùng pháp tắc khác biệt, có thể không cần lĩnh ngộ, mà là theo tu sĩ cảnh giới mạnh lên, thế giới mở rộng, thế giới chi lực cũng càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Chỉ là loại này tốc độ rất chậm mà thôi, hơn nữa thế giới rất yếu đuối, cho nên người bình thường đều sẽ bản thân lĩnh ngộ thế giới chi lực, không ngừng làm bản thân lớn mạnh thế giới. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, trừ bỏ lĩnh ngộ thế giới chi lực bên ngoài, còn cần dung luyện càng nhiều khí số. Khí số càng mạnh, thế giới liền sẽ càng thêm cường đại, đồng thời, tu giả bản thân cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ có thể vọt giai đối chiến đại đế cảnh hậu kỳ một trong những nguyên nhân, trong cơ thể hắn thế giới, sớm đã không kém gì bình thường đại đế cảnh hậu kỳ thế giới. A, đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình, sâu thẳm con ngươi hướng về xa xa một vệt ánh sáng điểm, đó lại là một cái tinh cầu. Tiêu Phàm tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Khống chế hồn thiên tinh hỏa toa gào thét mà ra, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm liền đến tinh thần thế giới bên ngoài. In vào trong mắt hắn chính là một chiếc thần chu, lần lượt từng bóng người từ cái kia tinh thần thế giới phóng lên tận trời, rơi vào cái kia thần chu phía trên, một chút tu sĩ phòng bị nhìn xem tứ phương. Ai, Tiêu Phàm phát hiện bọn họ thời khắc, cũng có người phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Dù sao hắn nhưng là khống chế hồn thiên tinh hỏa toa mạnh mẽ đâm tới lại tới đây. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền có mười mấy người thoáng hiện ở bên cạnh hắn, lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Cả người khoác hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử mở miệng, cầm trong tay một cây chiến kích, sát khí ngút trời. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư. Những người này cử động hết sức cổ quái, như có bí mật gì bị người phát hiện một dạng. Hơn nữa, mặc dù nói tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, cũng là lấy gia tộc tình thế tồn tại, nhưng những người này cũng quá là nhiều, hơn nữa thực lực của bọn hắn có vẻ như cũng quá thấp rồi a hát. Tiêu Phàm liếc mắt qua, trừ bỏ cái kia hắc sắc chiến giáp trung niên nam tử là đại đế cảnh hậu kỳ, những người khác cơ hồ cũng là đại đế cảnh tiền kỳ tu vi, thậm chí hắn cũng không thấy một cái đại đế cảnh trung kỳ. Đây cũng quá cổ quái. Lan, hắc sắc chiến giáp nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng không có cùng Tiêu Phàm giao thủ dự định. Nếu là những người khác, mặt đối với nhiều như vậy đại đế, có lẽ còn muốn e ngại mấy phần, trực tiếp quay người rời đi, đáng tiếc bọn họ xem lầm người. Ở tại bọn hắn trước mắt, thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng, giết người không chớp mắt Tiêu Phàm, lại làm sao có thể bị người uy hiếp đây? Ta nếu không lăn đây... Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như đối phương hảo tâm nhường hắn rời đi, Tiêu Phàm đoán chừng thật vẫn cứ đi như thế, có thể người này lại dám quát lớn bản thân, Tiêu Phàm tính tình lập tức đi lên.
không lăn, vậy thì chết đi. Hắc sắc chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, một cái đại đế cảnh tiền kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám cùng bản thân nói như vậy, chán sống rồi sao? Lão tử nhường ngươi rời đi, ngươi vậy mà không biết điều, vậy bây giờ giết chết ngươi. Dứt lời, hắc sắc chiến giáp nam tử nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía 10 cái đại đế cảnh lập tức không hẹn mà cùng nhào về phía Tiêu Phàm, bàng bạc sát khí tại hư không cuồn cuộn. Vậy thì chết đi, Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người đánh tới, cũng nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ một thoáng, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trên người hắn bắn ra, giống như vạn tiễn tể phát đồng dạng, 10 cái đại đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, hoàn toàn liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Hắc sắc chiến giáp nam tử thấy thế, con người bỗng nhiên co rút lại một chút, thân thể cũng khẽ run, ngươi là ai? Ta là ai, rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm cười lạnh, người nhà đều muốn giết ta, hiện tại tới hỏi ta là ai, đây không phải khôi hài sao? Trong mắt hắn, nghĩ người giết hắn, cuối cùng chỉ có hai loại người, một loại là người sống, một loại chính là người chết. Nói xong, Tiêu Phàm bay thẳng hắc sắc chiến giáp nam tử đi, căn bản không có đến đây dừng tay ý nghĩa. Nơi này động tĩnh gây nên thần chu phía trên không ít tu sĩ chú ý, mấy chục đạo thân ảnh bỗng đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Tiểu tử, cơ gia ở đây làm việc, khuyên ngươi tốt nhất cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Hắc sắc chiến giáp nam tử giận dữ hét, trong giọng nói tràn đầy ý ngạo nghễ. Cơ gia, Tiêu Phàm ngừng thân hình, hơi hơi nhíu mày. Cái này cơ gia Tiêu Phàm ngược lại là nghe nói qua, chính là năm đại cổ cương ý tứ hoàng cực vô cương đệ nhất gia tộc, hắn còn nhớ rõ, chiến hoàng thiên sau lưng chiến gia liền là ở hoàng cực cổ cương. Nếu là người khác nghe được cơ gia hai chữ này, đoán chừng sớm đã có bao xa trốn bao xa. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đây chính là liền Bắc thần gia tộc đều dám đắc tội người, há lại sẽ e ngại một cái cơ gia đây. Thêm một cái cơ gia không nhiều, thiếu một cái cơ gia cũng không ít. Hiện tại biết rõ sợ, hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, nói tự đoạn cánh tay, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Cơ gia những người khác vẻ mặt cười âm hiểm nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả đều đang chờ Tiêu Phàm tự đoạn một cánh tay một màn. Nhưng mà, hồng hộc, một đạo kiếm quang từ tất cả mọi người đôi mắt lướt qua, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Thậm chí truyền đến không ít hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử một cánh tay ném đi mà lên, máu tươi nhiễm đỏ hư không, ngay sau đó một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng truyền đến. Những người khác cũng là khóe miệng giật một cái, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại còn dám chủ động xuất thủ, hắn đây nha cũng quá biến thái đi. Là ngu muội vô tri, hay là thật có thực lực như vậy? Hiện tại biết rõ sợ, tự đoạn cánh tay, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bắt trước trước đó cái kia hắc sắc chiến giáp lời của nam tử đem lời của hắn còn nguyên trả trở về. Người cơ gia khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng kiêng kỵ. Nhất là cái kia hắc sắc chiến giáp nam tử, mí mắt một trận kích động, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Xem ra còn phải ta hỗ trợ. Nhìn thấy hắc sắc chiến giáp nam tử thật lâu không nói, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sau một khắc trực tiếp thúc dục thời không thế giới lực lượng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm hắc sắc chiến giáp nam tử kịp phản ứng thời khắc, mi tâm của hắn đã nhiều hơn một chuôi tím trường kiếm màu đỏ ngòm, mũi kiếm vẫn như cũ nhỏ xuống lấy tinh hồng giọt máu. Tiêu Phàm mắt lạnh quét ngang, dọa đến người chung quanh toàn thân phát lạnh. Bất quá, Tiêu Phàm lại là híp hai mắt, hướng về phía dưới tinh thần thế giới, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.